Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Rất vui trân trọng cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ cũng như là mua các mặt hàng bên em. Chúc quý cô bác anh chị có một sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như là công tác của mình. Đặc biệt là chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành. Đó thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới. Thì em lại lên video nhanh để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác cái móc khóa bằng da nhá. Đây, cái móc khóa da bò như này. Cái này nó chỉ có một cái miếng da bò này, một miếng da bò và một cái quai như này. Thì nó sẽ có các màu này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi. Đó, và cái giá thì chỉ có 5k trong cái móc khóa da bò này thôi nhá. Đấy, thì con này đơn giản là về các bác treo vào cái móc khóa để cho mình dễ tìm chìa này. Đấy, nó khỏi bị thất lạc, khỏi bị mất. Nôm na như vậy. Lên cho em là móc khóa da bò nhá. Giá của nó sẽ là 5k cho một chiếc móc khóa da bò như này. Đấy, lên cho em là móc khóa da bò này, đó, móc khóa da bò. Móc khóa này, đó, móc khóa da bò này, giá của nó sẽ là 5k nhá. 5.000 trong chiếc thôi. Đó, bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đây, các cái màu da bò tự nhiên rất là đẹp này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá, thắt lưng da bò của Mỹ. Thì bên shop về nó sẽ có hai màu, có cho các bác là màu nâu và màu đen. Đó, màu nâu và màu đen. Hàng thì hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, made in USA nhá. Của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Có hai màu, màu nâu và màu đen. Kích thước thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng từ 1m1 đến 1m3. Đấy, kích thước là nó sẽ ngẫu nhiên nhá. Đấy. Kích thước thì nó sẽ là ngẫu nhiên thôi, tại vì là cái hàng này nó sẽ là hàng da thật các bạn, hàng da thật cho nên là khi người ta sản xuất ấy thì nó sẽ cắt theo miếng da nhá, cắt theo miếng da. Đấy. Và nó sẽ có hai màu như này, màu đen và màu nâu. Còn mặt thì bên shop sẽ gửi mặt ngẫu nhiên thôi. Và nó sẽ là mặt đúc như này, mặt đúc nhá, mặt bằng thép đúc nhá. Và của nó sẽ là thuộc dạng con lăn nhá, thuộc dạng con lăn, rất là ngon lành cho bác luôn. Chất liệu của nó sẽ là da bò tự nhiên nhá. Da này thì em các bác về các bác có thể test đốt thử thoải mái cho em luôn. Đấy, đốt thoải mái, đốt không cháy các bác nhá, đốt không cháy luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Hàng của Mỹ này, made in USA này. Đó, made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, made in USA nhá. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Và nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau nhá. Đây đây em đo từ đầu đến cuối này. Đấy. Nó sẽ có độ dài ngắn khác nhau này. Đấy các bác thấy không? Đấy, như hai con này nó lệch nhau khoảng 5 phân này. Thì kích thước của nó sẽ là từ 1m1 đến 1m3 nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò. Giá của nó sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò Mỹ này. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Giá của nó sẽ là 190k cho một con thắt lưng nhá. Đấy. Dạng của nó thì nó sẽ là dạng khóa con lăn như này, thì nó rất là tiện dụng này. Các bác chỉ cần là đẩy vào như này cho em này, đẩy vào như này cho em. Đó, sau đó thì các bác đẩy cái con lăn này vào này, đẩy con lăn này vào là chết đứ đừ luôn các nhá, chết đứ đừ luôn. Chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên. Con này về nhà các bác có thể test lấy máy lửa ra đốt thoải mái cho em. Đấy, đốt thoải mái cho em nhá. Đó. Giá thì chỉ có 190.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò nhá, cũng là hàng ví của Mỹ luôn. Và nó sẽ cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đấy, made in USA các này, made in USA. Có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Một con ví da bò như này giá chỉ có 120.000 thôi. Đây, hai màu này, màu đen và màu nâu này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là kiểu dáng ví truyền thống nhá. Sẽ có cho các bác là một ngăn khóa này. Đấy, có cho các bác là một ngăn khóa như này. Chất liệu 100% da bò đây. Các bác có thể test đốt thoải mái luôn. Và có các cái ngăn phụ như này. Đấy, và có các ngăn để giấy tờ này. Đấy, made in USA nhá. Đấy, ví của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên em cho em là ví da bò, nó sẽ có màu đen và màu nâu và giá sẽ là 120.000. Đó, lên cho em là ví da bò nhá. Quay lên cho em là ví da bò này. Ví da bò, giá sẽ là 120k một chiếc thôi, 120.000 một chiếc ví da bò nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về xem những cái chổi này tí. Các bác lên cho em là chổi các bác lên cho em là chổi chữ nhật nhá. Lên cho em là chổi chữ nhật này. Đấy, nó sẽ là một con chổi tự vắt như này. Đấy, chiều dài hình chữ nhật như này. Nguyên cái phần chổi này của nó thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, sẽ có tự vắt luôn. Đấy, đầu tiên thì các bác lắp cho em cái cán này vào này. Đấy, lắp cho em, xoáy cho em cái cán này vào. Đó, xoáy cán này vào này. Tiếp theo thì xoáy tiếp một cái cán nữa này. Chiều dài của nó thì khoảng 1m2, 1m3 nhá, 1m2, 1m3. Đó. Và khi các bác sử dụng thì các bác xoay đi cho em. Đó, xoay đi cho em là xong này. Đấy, đây nó có cái lẫy này. Các bác kéo đi như này này. Đấy, đây. Cái này nó kéo như này là công năng của nó là để gạt nước này, gạt rất là sạch và khô luôn. Đấy, vừa gạt vừa giặt như này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy qua đẩy lại như này là nó sẽ giặt và vắt cho các bác luôn. Đấy, sau đó thì các bác kéo lên như này, xoay ra là mình sẽ lau thôi. Đấy, nó rất là đơn giản như vậy nhá. Đấy, rất đơn giản như này. Con này của nó thì có xoay 360 độ luôn, xoay 360 độ các bác nhá. Đó.
xoay 360 độ như này, và các bác có thể dùng để lau này. Đấy, xoay để đẩy vào các ngóc ngách rất là ngon luôn. Sau đó thì mình lại đẩy vào đây, đẩy vào đây mình vắt như bình thường nhá. Đấy, vắt thì các bác vắt vào đây cho em này, rất là tiện con này. Đấy, đẩy vào đây để mình vắt này. Khi vắt thì các bác lại đẩy vào đây cho em và đẩy cái này xuống để vắt này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác thấy không? Đấy, rất là tiện nhá. Còn tháo gọn thì nó sẽ như này. Về nhà các bác lắp vào. Và mỗi một cái chổi này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái miếng mút nữa. Đấy, có kèm thêm một cái mút như này là hai miếng mút nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 120.000. Xin lỗi các bác em nhầm giá nha. Con này hàng về cho các bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là chổi chữ nhật này. Đó, chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một con chổi chữ nhật. Đấy, hàng rất là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải chậu rửa chậu giếc gì cả. Phức tạp mất công nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy qua đẩy lại này sẽ là tự giặt tự vắt luôn. Lên cho em là chổi chữ nhật nhá. Tại vì bên shop có một cái mẫu chổi tự vắt nữa. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là chổi tự vắt các nhá. Đấy, chổi tam giác tự vắt thì qua lên cho em là chổi tam giác nhá. Con này thì nó sẽ là một cái hình tam giác như này và nó cũng là thuộc cái dòng tự vắt. Về nhà thì các bác cũng xoáy vào cho em. Đấy, nó sẽ có gen như này các bác này. Về nhà các bác xoáy cái đầu này vào cho em này. Đấy, xoáy nấc như này. Chiều dài của nó thì tương đương nhau thôi, nó cũng là 1m2, 1m3 gì đấy nhá. Đấy, các bác đẩy cái này lên cho em. Đấy, tự vắt rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần kéo này nó sẽ tự vắt này. Đây nhá, nó tự vắt này các bác này. Đấy, kéo vào như này nó xoắn vào nó sẽ tự vắt này. Và xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ như này thì các bác có thể lau được tất cả các cái ngóc ngách rất là tiện luôn. Nó rất là ngon lành nhá. Và chiều dài của nó thì cũng khoảng 1m2, 1m3, nó sẽ là 3 khúc như này. Về nhà các bác xoáy vào cho em. Đó. Khi ra thì nó sẽ là 3 khúc như này các bác này. Đấy, 3 khúc như này. Rất là ngon lành luôn. Các bác có thể xoay 360 độ rất là ok nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác. Đây, tự vắt này các bác này. Đấy, các bác kéo này nó tự vắt nhá. Đấy, tự vắt tự giặt luôn. Nó cũng giống như con kia, nhưng mà một con thì nó sẽ là hình tam giác và một con thì nó sẽ là hình chữ nhật. Thì con này các bác lên cho em là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác. Đấy, chổi tam giác tự vắt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con chổi tam giác tự vắt như này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Con này thì sẽ là 100k. Con này thì sẽ có một miếng mút thôi nhá. Đấy, một miếng mút thôi. Còn nếu các bác mua kèm thì bên shop sẽ bán cho các bác là 25.000 cho một cái miếng mút như này nhá. 25.000 cho một cái miếng lót như này. Miếng thay như này thì các bác có thể sử dụng để mình thay thế, nó cũng rất là hợp lý. Miếng lót này thì 25.000. Đấy, còn con kia thì nó sẽ có kèm cho các bác là hai miếng lót luôn. Đấy, kèm một miếng và kèm thêm một miếng nữa, tức là khi các bác nhận được là sẽ có hai miếng lót. Còn con này thì các bác phải mua kèm thêm là sẽ là 25.000. Lên cho em là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác. Chổi tam giác này. Chổi tam giác nhá. Chổi tam giác. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con chổi tam giác, còn con tự vắt kia thì giá của nó sẽ là 80.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. Các bác lên xem là bàn chải Hàn Quốc này. Đấy thì nó sẽ là được làm từ sợi than tre nhá. Đấy, bàn chải Hàn Quốc được làm từ sợi than tre. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bán theo combo 20.000 là 4 chiếc nhá, 20.000 4 chiếc. Đấy. Thì một hộp này của nó sẽ bao gồm là 30 cái nhá. Hộp 30 cái này thì bên shop sẽ bán cho bác với giá đó là 110.000 cho một hộp 30 chiếc. Ở đây thì nó sẽ là được làm từ than tre hoạt tính nhá. Đấy, đầu bàn chải này thì được làm từ sợi than tre hoạt tính, cực kỳ là mềm. Đấy, mềm mịn đánh răng thì chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu trên răng. Bác nào viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng dùng cái bàn chải này là rất là tốt luôn. Và giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Đấy, đến từ Hàn Quốc các bác này, Korea nhá. Con này thì nó đang bán ở trong các siêu thị của Việt Nam mình là 36.000 này. 36.000 cho một chiếc như này. Đó, hàng của Hàn Quốc, Korea đây. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, được làm từ sợi than tre nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái nhá. Hộp này là 30 cái này. Đấy, 30 chiếc này. Đấy, hàng của Hàn Quốc hết nhá. Hộp 30 cái. 30 cái thì giá của nó sẽ là bằng 110k nhá, 110.000. 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Và còn 4 cái thì sẽ là bằng 20.000 nhá. 20.000 cho 4 chiếc. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 và 30 cái sẽ là 110.000. Đó, bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm rất là hay, đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Bộ này thì nó sẽ dao động là từ 30 đến 35 lưỡi tùy theo lô nhá. Có lô thì 30, có lô thì sẽ là 35 các bạn. Đấy, nó sẽ dao động tùy theo lô. Thì hàng nó về theo lô thì em cũng cứ nói áng chừng vậy. Có lô thì là 30, có lô thì 35 và có lô thì nó lại là 36 lưỡi. Thì tùy theo thôi. Đấy, ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là một bàn cạo này, một bàn cạo, một hộp kem này, một bàn cạo, một hộp kem. Kèm cho các bác là tầm khoảng từ 30 lưỡi nhá. Thấp nhất là sẽ có cho các bác là 30 lưỡi như này. Đấy, bộ 30 lưỡi như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lấy lưỡi ra lắp vào cho em. Đấy, bộ đôi lưỡi kép như này, bộ đôi lưỡi kép này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì rất hợp lý nhá. Về nhà các bác lắp vào bàn cạo là mình dùng thôi. Đấy. Thấp nhất là sẽ có cho các bác là 30 lưỡi. 30 lưỡi một bàn cạo một lọ kem. 30 lưỡi một bàn cạo một lọ kem như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
giá sẽ gửi đến cho các bác giá là 60.000 nhé, 60.000. Các bác lên tem là bộ lưỡi kem. Đấy. Bộ lưỡi kem. Đấy, bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 30k nhá. À 60.000 các bác nhá. 60.000 cho bộ 30 lưỡi kem như này, giá sẽ là 60k nhá. Đấy, em xin lỗi nhầm, 60.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lon chày nhá. Đấy, bộ lon chày như này thì các bác lên xem là lon chày 10, các bác lên xem là lon chày 13 nhá, 13. Con này thì đường kính của nó sẽ là 13 cm. Đấy, lên xem là bộ lon chày 13 nhá. Đấy, lon chày 13. Đấy, đường kính của nó là 13 cm. Rất là to khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy, rất to khủng khiếp cho các bác luôn. Đây, các bác này. Đấy, rất là to luôn, hàng bằng inox 304 nhá. Inox 304. Cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, lên mã cho em là bộ lon chày 13, lon chày 13. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180.000 cho một cái bộ lon chày 13 như này. Bộ này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt gia đình nhà mình, như là giã cua này, rồi giã hành, giã tỏi, rồi nói chung là giã lạc, giã bừng, nói chung là ok hết nhá. Bằng inox 304, đường kính của nó sẽ là 13 cm nhá, 12,7 tức là 13 cm. Và có nắp như này. Đấy, và có nắp như này các bác này. Khi mà đã có nắp như này rồi thì các bác sử dụng nó rất là tiện này. Đấy, có nắp này sử dụng nó rất là tiện, nó không bị bắn các thứ ra ngoài nhá. Khi mình giã nó không bị bắn ra ngoài. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là bộ lon chày 13 nhá, lon chày 13. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, lên cho em là lon chày 13 này, đó, lon chày 13 nhá. Lon chày 13 giá sẽ là 180k nhá, 180.000 cái bộ lon chày 13 như này. Rất là tuyệt vời ông mặt trời cho các bác luôn. Đó, 180k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lọc rác các bác nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là lọc rác, lọc rác inox nhá, lọc rác bằng inox như này. Lên cho em là lọc rác inox, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, cái lọc rác inox này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 15.000 trong chiếc như này nhá. Các bác lên cho em là lọc rác inox này. Đó. Lọc rác inox nhá, lọc rác inox giá của nó sẽ là 15k nhá. 15.000 cho một con lọc rác inox như này. Con này thì rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt gia đình nhà mình. Đấy, thì đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đấy. Đấy. Không gây tay với chiếc rổ lọc rác inox này. Giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cẩn thức ăn dưới bồn hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì, bền gấp 10 lần so với rổ bằng nhựa, độ bền cao sử dụng đến 10 năm cũng không hỏng. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu gom sạch cẩn thức ăn thừa, không làm tắc bồn rửa, không gây tay với chiếc rổ lọc rác inox này. Giải pháp số 1 giúp loại bỏ nỗi ám ảnh mỗi lần rửa chén bát phải dọn rác, cẩn thức ăn dưới bồn hàng ngày. Sản phẩm được làm từ chất liệu bằng inox 304 không gì, bền gấp 10 lần so với rổ bằng nhựa, độ bền cao sử dụng đến 10 năm cũng không hỏng. Đặt mua ngay hôm nay để nhận ưu. Các bạn hãy lên xem là lọc rác inox nhá, giá của nó sẽ là 15k rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi da bò nhá. Hàng này thì nó sẽ là túi hàng da bò xịn 100% luôn. Em bảo hành cho các bác luôn, về nhà các bác cứ lấy bật lửa lên test đốt thoải mái các bác nhá. Đấy, cứ bật lửa đốt vào cái giữa này cho em này. Đừng đốt vào cái chỗ khóa với chỗ chỉ khâu nhá. Đốt trực tiếp vào chỗ giữa này cho em, các bác cứ bật lửa lên đốt thoải mái nhá. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là hợp lý nhá. Đây. Đây là cái đầu dao dọc giấy này. Đấy, em sẽ rạch cho các bác xem này. Các bác thấy không? Đây. Đấy, các bác thấy không? Không hề có một hề hấn gì luôn nhá. Đây, cái đầu dao dọc giấy này em đưa vào em cạo này. Đấy, những cái loại da thường thì nó sẽ bật ra ngay, nhưng mà đây cái này không có hề hấn gì luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đầu tiên nó sẽ là một con túi vuông như này. Con túi vuông này thì sẽ bao gồm là một ngăn phụ đằng trước này, hai ngăn phụ đằng trước này, đến một ngăn to này, đến một ngăn to nhá. Đấy, có quai đeo cho các bác đầu hàng và một ngăn phụ bên hông nữa, đằng sau nữa. Đó. Và trong này thì nó lại có hai ngăn phụ ở phía bên trong cái ngăn to, một ngăn có khóa và một ngăn không. Đấy, rất là nhiều ngăn cho các bác luôn. Và quai đeo, quai sách đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, các cái phần chi tiết kết nối thì đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chia xuống. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi vuông nhá. Con túi vuông này thì giá của nó sẽ là 180.000 cho con túi vuông nhá. 180.000 cho một mã túi vuông như này. Con này thì các bác lên cho em Huấn là túi vuông nhá. Giá sẽ là 180.000. Đây. Đấy, nó sẽ có một cái ngăn phụ này và một cái ngăn kéo khóa nữa này. Đấy, nói chung là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 ngăn tất cả. Quá trời là ngăn luôn. Rất đẹp nhá, chất liệu 100% da bò tự nhiên. Phần quai cũng được máy trần da rất là đẹp. Con này các bác dùng thì khẳng định đẳng cấp thương hiệu luôn. Lên cho em là túi vuông. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đó. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái mã túi vuông nhá. Đó. Các bác lên cho em là túi vuông này, 180.000 này. Đó. Túi vuông, giá của nó sẽ là 180k nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác cái mã đó là cái con túi chéo nhá.
Đấy, các bác lên xem là túi chéo này. Đấy, màu của nó thì nó sẽ là một cái dạng màu xanh như này. Đằng sau thì sẽ có một ngăn này, đằng sau có một ngăn này. Đằng trước của nó thì nó sẽ có là một cái ngăn phụ như này. Một ngăn phụ này. Đấy, các bác có thể bỏ các loại giấy tờ nhỏ linh tinh này. Một ngăn phụ nữa này. Đấy, và một ngăn chính này. Nói chung là được thiết kế quá là nhiều ngăn luôn để cho các bác sử dụng này. Con này thì các bác có thể đeo chéo đằng trước nhá. Có tinh chỉnh dây dài ngắn nhá, có tinh chỉnh dây dài ngắn cho các bác luôn. Các bác có thể đeo đằng trước hoặc là đeo sang bên hông đằng sau đều được hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là túi chéo. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. 140.000 cho con túi chéo như này nhá. Lên mã cho em là túi chéo, giá sẽ là 140k. Đó. Túi chéo này. Lên cho em là túi chéo nhá, giá sẽ là 140k. 140.000 cho cái mã túi chéo này nhá, 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đó là con túi hông nhá. Các bác lên cho em là túi hông này. Con này thì các bác đeo vào cái hông đằng trước hoặc là gọi là túi bụng đấy. Đấy, túi bụng. Các bác đeo bụng đằng trước cũng được. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ bé này, ngăn thứ hai này, ngăn thứ ba là ngăn to này và hai ngăn mini bên cạnh nữa. Đấy, quá trời là ngăn luôn. Thiết kế vừa là công năng sử dụng, vừa công năng sử dụng vừa là trang trí luôn, rất là đẹp. Và các bác có thể đeo vào hông như này. Dây đai hông cũng khá là to và có tinh chỉnh luôn. Có cái khuy như này để các bác sập vào này. Cái này thì các bác có thể dùng để đi du lịch này, bỏ điện thoại, giấy tờ, ví tiền đằng trước này, hoặc là mang đi chợ bán hàng. Nói chung là đi thu tiền các thứ cũng rất là ok. Bỏ một vài trăm triệu bình thường. Lên cho em là túi hông, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là túi hông này. Túi hông, giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho cái túi hông như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Các bác lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng pin này. Đấy, tại vì bên shop có cả cái loại chạy bằng điện nữa thì con này chạy bằng pin. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu Tamashio Made in Japan nhá. Đấy, Tamashio Made in Japan như này. Đấy, hàng thương hiệu Tamashio Made in Japan. Con này thì hàng siêu chất lượng cho các bác luôn. Về nhà thì các bác kết nối vào cho em này. Đấy. Ở đây thì sẽ là cái lưới lọc bằng vải thì các bác về có thể giặt thay thế đều được hết nhá. Sập lẫy này. Đấy, bật lên này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các nhá. Máy chạy rất là khỏe luôn. Thì con này nó sẽ có một cái đầu nối dài như này. Có một cái đầu nối dài như này rất là tiện này để các bác có thể là hút bụi ở các cái khe kẽ này. Đấy. Và có cái phần chổi như này để các bác vệ sinh nhá. Có phần chổi này để các bác vệ sinh bàn phím này, rồi là vệ sinh đa di năng luôn. Đó, rất là tiện nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác là cái đầu thổi này. Đầu thổi đây. Đầu thổi này thì các bác lắp vào cho em để mình có thể là mình thổi bụi này. Đấy, rồi dùng đa di năng được hết này. Đấy, lắp vào đây cho em này. Đấy, thì mình dùng để mình thổi bụi hoặc là nó sẽ có một cái đầu nhỏ này nữa này. Đấy, có cả cái đầu nhỏ này để các bác dùng để mình bơm phao này. Bơm phao cũng được nhá. Đấy. Đây em sẽ bơm thử cái túi bóng này cho bác xem này. Đấy. Con này thì cả hút cả thổi luôn. Đấy, bơm rất là khỏe bác này. Các bác thấy không? Đấy, bơm khỏe chưa? Đó. Đấy, bơm khỏe luôn các bác nhá. Đó, rất là khỏe luôn. Đây, đây là cái cổng sạc của nó nhá, cắm sạc vào cái đít này nhá. Đó thì rất là đa di năng luôn, vừa hút vừa thổi bụi vừa bơm phao, bơm các chi tiết đều được nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, của thương hiệu Tamashio Made in Japan như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy hút thổi bụi bằng pin nhá. Máy hút thổi bụi pin này. Đấy, hút thổi bụi này. Hút thổi bụi này. Hút này, thổi này. Hút thổi bụi này. Chạy bằng pin nhá. Chạy bằng pin này, giá sẽ là 100 mấy nhỉ? Hút thổi bụi chạy bằng pin giá sẽ là 160k nhá. Giá cực tốt cho bác luôn. 160.000 cho một con hút thổi bụi bằng pin như này. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cái con hút thổi bụi cũng cả hút cả thổi bụi luôn. Đấy, thì các bác lên xem là hút thổi bụi xanh. Đấy, con này nó sẽ là hộp màu xanh như này cho nên là bên em hút thổi bụi xanh và nó chạy bằng điện nhá. Con này chạy bằng điện. Đấy, hút thổi bụi xanh chạy bằng điện nhá. Thì các bác lên xem là hút thổi bụi điện đi cho nó dễ. Một loại là chạy bằng pin, một loại là chạy bằng điện. Con này thì rất là khỏe luôn. Hàng của thương hiệu là Masaki. Con này thì các bác có thể dùng để làm thợ làm nghề hoặc là thổi bụi lá ngoài sân vườn cũng đều ok hết nhá. Đấy, nó rất là khỏe các bạn. Con này thì khỏe lắm luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là hút thổi bụi điện nhá. Đấy, có một mã hút thổi bụi chạy bằng pin thì em vừa giới thiệu trước rồi. Và giờ là cái mã hút thổi bụi bằng điện. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Đây em sẽ thổi cho bác xem này. Đấy, tung rời đất luôn. Đấy, tung rời đất luôn. Đấy, thổi rách cả túi luôn các nhá. Đây, thổi cho bác này. Đây, thổi này. Thấy không? Đây. Đấy, thổi.
thấy khủng khiếp chưa? Đây. Bay hết đi mọi người. Lá nào hết thôi. Đó. Thì các bác lên trên là hút thổi bụi điện nhá. Đấy, con này thì cả hút cả thổi luôn. Công suất của nó sẽ là công suất của nó là 650W này, 650W, 2,3 mét khối trên một giây này. Đấy, và điện 220V, rất là khỏe luôn. Ngoài tính năng thổi thì các bác có thể lắp vào đây để nó hút này. Hút thì các bác lại lắp cho em cái phần lọc rác này vào này. Đấy, lọc rác này vào đây. Đấy, các bác chỉ cần đảo chiều đi, hút một chiều và thổi một chiều. Đó, đảo chiều đi cho là xong. Đó, đây các bác này. Thì cái bụi nó sẽ hút vào đây này. Đấy, hút vào đây. Đấy, rất là tiện luôn. Công suất của nó thì rất là khỏe nhá. Lên cho em là hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi điện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 260.000 bao ship đến tận nhà cho bác cho một con máy hút thổi bụi điện như này. Con này nó sẽ chạy bằng điện và con một loại chạy bằng pin. Thì con này chạy bằng điện thì lên mã giúp cho em là hút thổi bụi điện nhá. Giá của nó sẽ là 260.000. Đấy. Lên đúng tên đúng mã cho em. Hút thổi bụi bằng điện này. Đấy, hút thổi bụi này, thổi bụi. Chạy bằng điện nhá. Đấy, chạy bằng điện, giá của nó sẽ là 260k. Đấy, 260.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Rất là ok. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái kệ kem đánh răng nhá. Các bác lên cho em là kệ kem đánh răng. Bộ sản phẩm thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái kệ như này. Đấy. Một kệ và bao gồm cho các bác là ba cái cốc. Đấy, ba cái cốc nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là ba cái cốc như này này, ba cốc. Ba cốc này thì nó sẽ có nam châm hít nhá, có nam châm hít luôn. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng, hàng thì rất chất lượng. Chất liệu của nó thì nhựa PPC. Đấy, nhựa cao cấp cho các bác luôn. Thì con này các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm rồi. Đây thì nó sẽ là một cái thân như này nhá. Một cái thân như này này. Về nhà thì các bác cái này thì các bác có thể đựng những cái đồ trang sức linh tinh vào đây này. Đấy, đựng đồ trang sức linh tinh vào đây. Các bác xoáy cho em cái lọ kem đánh răng vào đây. Xoáy cái này ra này. Xoáy cái này ra. Đấy, sau đó thì xoáy lọ kem đánh răng vào đây nhá. Xoáy lọ kem đánh răng vào đây cho em là mình sử dụng thôi. Cái này thì các bác có thể để cắm bàn chải ra được nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ là dạng hít cốc như này. Hít cốc như này rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là kệ kem đánh răng nhá. Đây nó sẽ kèm thêm cho các bác là cái miếng dán và miếng sticker để các bác dán vào tường nhá. Dán vào tường sau đó thì treo cái lẫy này vào này. Đó, thì đây. Em sẽ review thực tế cho các bác xem luôn. Đây nhà em đã lắp lên tường rồi đây các bác này. Đây. Đây nhá, em đã lắp lên tường này. Đấy, thì đây cái cốc của nó là nam châm từ hít là chỉ đặt vào này là xong này. Đấy, thì cái bên này các bác có thể để bàn chải ở cái ống này, hoặc là các bác có thể treo ở dưới này cũng được này. Bàn chải có thể treo ở dưới này cũng được. Đó, và lấy kem thì các bác chỉ cần nhấp này là kem nó sẽ ra này. Đấy, em nhấp phát là kem nó ra luôn, nó rất là tiện nhá. Đấy, đây. Nhấp phát là kem nó ra các bác này. Đấy, nhấp phát là kem nó ra luôn. Lấy lượng kem tùy theo ý của mình nhá. Đấy, kem thì lấy tùy ý các bác nhá. Đó. Lên cho em là kệ nhà kem đánh răng nhá, kệ kem đánh răng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó. 180k cho cái kệ kem đánh răng như này. Đó. Lên mã giúp cho em là kệ kem đánh răng này, kệ kem này. Đánh răng, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho cái kệ kem đánh răng như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa của đũa của Đức nhá, đũa của Đức. Thì nó sẽ là đũa inox như này nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Hàng Su 304 nhá. Winling của Đức này, hàng Winling của Đức, Su 304. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi, 1 2 3 4 5, 55.000, tức là các bác mua vào chỉ mất khoảng trên 10.000 cho một đôi đũa này thôi. Đấy, trên 10.000 cho một đôi đũa này thôi. Đấy, đũa bằng inox nhá, inox 304, có đánh nhám. Đấy, có đánh nhám chống dính chống trơn trượt này, có đánh nhám này, chống dính chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đấy, con này dùng ăn cơm rất là thích và các bác dùng thì tính năng của nó là sạch này. Đấy, sạch này, kháng khuẩn này, rồi là chống nấm mốc này, rồi rất là nhanh khô nhá, rất nhanh khô. Lên cho em là đũa inox nhá, đũa inox giá sẽ là 55k. Đó. Đũa inox giá của nó sẽ là 55.000 nhá. 55.000 cho một vỉ đũa inox như này, rất hợp lý cho bác luôn, một vỉ bao gồm 5 đôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn là nhá. Đấy, lên cho em là bàn là hơi nước. Bàn là hơi nước mini thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bàn là như này. Đấy, một cái bàn là như này. Con này thì sử dụng điện trực tiếp, điện 220V luôn. Đây. Điện 220V này các bác này. Điện 220V. Đó. Và công suất của nó là 700W nhá, 700W. Đó, điện 220V công suất 700W. Ở đây thì nó sẽ là một con bàn là cực kỳ là ngon luôn, rất là ngon như này các bác này. Đấy, phần mâm này của nó thì khá là dày nhá, giữ nhiệt tốt này, có phần hơi nước này. Các bác chỉ cần nhấp này, nước nó ra này. Khi các bác cho nước vào thì các bác tháo cái đầu này ra cho em, sau đó thì cho nước vào cái đuôi này cho em này. Đấy.
Đây ở đây nó sẽ có một cái gioăng như này. Các bác cho nước vào cái cán này cho em. Sau đó thì mình đậy cái gioăng này lại và sập nó vào là xong này. Đấy, sập nó vào xong và khi cấp nước thì mình đẩy như này. Đó, có kèm cho các bác một cái ca để mình rót nước đây. Rất là tiện luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ như này. Con này sử dụng điện trực tiếp 220V, có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ, các bác có thể dùng để đi du lịch, đi công tác, rất là ok. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước. Giá sẽ là 130.000 các bác nhá, 130.000. Xem lại nhá. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước nhá, bàn là hơi nước này. Đấy. Lên cho em là bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước giá sẽ là 135.000. Bàn là hơi nước này. Đó, bàn là hơi nước giá sẽ là 135k nhé. 135k cho con bàn là hơi nước như này. Con này rất là tiện dụng cho các bác sử dụng khi mà đi du lịch. Nó rất là nhỏ gọn. Đây, bỏ trong cái hộp chỉ có 20 đến 12 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cân 5 nhé. Đấy, con này thì các bác dùng để mình cân trong nhà bếp rất là ok luôn. Đó, cân trong nhà bếp rất là ok luôn. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân và có tính năng trừ bì luôn. Về nhà các bác lắp cho em hai cái pin con thỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Cái này thì lô này em về nó sẽ không có kèm pin đâu nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Cân được 5 cân nhá, cân được 5 cân và có tính năng trừ bì luôn. Đấy, có cả ốc đấy. Lên mã giúp cho em là cân 5. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000, cân 5. Giá của nó sẽ là 50k trong chiếc cân 5 này nhá, 50.000 thôi. Đấy, con này thì không có pin nhá. Không có pin. Đấy, không có pin nhá. Giá sẽ là 50.000. Về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy cạo râu 9D nhá. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu nhanh thôi. Đây là một trong cái dòng sản phẩm rất là tiện ích luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một thân máy như này. Đó, thì con này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, nó sẽ có 3 lưỡi kép như này. Về khi các bác cạo thì các bác nhấp mạnh vào cho em nhé. Nhấp mạnh vào cho em thì cái phần râu nó mới ăn và cái phần lưỡi thì nó mới đứt được nha. Đấy con này. Đấy, khi cạo các bác cố gắng nhấp mạnh vào cho em. Chứ mình cứ để hời hợt quá thì nó sẽ không sạch đâu. Đấy, cố gắng nhấp mạnh vào cho em nhé. Đó, đây. Em cạo có một tí mà râu nó cũng ra đầy con này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đây cái râu nó ra này con này. Đó, đây. Râu nó ra này con này. Đấy, cạo có một tí mà râu nó còn ra như này các bác biết rồi. Đó. Thì lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu máy cạo này. Cái mũ này. Một đầu máy cạo này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ là một đầu cạo như này này. Tiếp theo cho các bác nó sẽ có là một đầu cạo này, một cáp sạc này. Đấy. Và sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái phần đầu để mình thay này. Đấy, ví dụ như là tăng đơ này, tỉa lông mũi này, thì các bác chỉ cần lấy ra mình thay vào cho em là xong, rút đầu ra thay vào và cái đầu massage nữa. Đấy, đầu massage nữa. Đấy thì rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là giật thẳng ra như này, sau đó thì mình lắp các đầu khác vào, đầu tỉa lông mũi hoặc đầu tăng đơ các bác lắp vào đây cho em là xong. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên em lại cập nhật rất nhiều mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là bơm 1T và bơm 2T. Con bơm 1T này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 thôi. 100.000 cho con bơm 1T như này. Hàng của nội địa Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe, đẩy hơi và bơm rất là ngon nhá. Và nó rất là nhẹ nhàng. Thân bơm của nó thì bằng inox nhá, thân bơm bằng inox hết này. Đấy. Bên thân bơm bên trong bằng inox, thân bên bên ngoài thì bằng thép sơn tĩnh điện này. Khung xương bằng thép sơn tĩnh điện cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng dây vải dù như này. Dây dù nhá, dây bên trong của nó sẽ là dây cao su bọc dù, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đó và rất là ngon lành nhá. Lên mã giúp cho em là bơm 1T. Con này thì công suất bơm của nó là được 7 cân nhá. Đấy, bơm 1T, công suất bơm của nó được 7 cân. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 thôi. 100.000 cho con bơm 1T như này nhá. Đấy các bác lên cho em là bơm 1T, giá của nó sẽ là 100k. Đó, 100.000 cho con bơm 1T như này. Con này thì khá là phù hợp để cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình hoặc là mang đi được, nó cũng rất là nhỏ gọn. Lên cho em là bơm 1T này. Bơm 1T giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái mã bơm 1T này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã bơm 2T nhá. Bơm 2T này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi.
Và con này thì nó cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan, hàng của thương hiệu Santalei nhá. Đấy, con này thì dung tích của nó là 2 xi lanh. Đấy, bơm được 10 kg hơi nhá, 10 kg hơi. Bơm 2 xi lanh, bơm được 10 kg hơi và rất là khỏe luôn. Đó, 2 xi lanh như này. Khung xương của nó thì bằng thép sơn tĩnh điện. Đấy, piston của nó thì bằng inox như này. Đấy, và rất là khỏe luôn và đẩy hơi nhá. Santalei Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Bơm cực kỳ và khỏe và đẩy hơi. Nó sẽ kèm cho các bác các cái đầu như bơm phao, bơm bóng, rồi bơm các loại các chi tiết khác đều ok hết nhá. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới bác thì giá rất là tốt luôn. Một con bơm 2 ti như này nhá. Đấy, bơm 2 xi lanh như này. Có liên tiếp là bơm 2 ti. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, nhận hàng các bác có thể kiểm tra, lấy xe ra bơm thử, sau đó thì mình thanh toán ok thôi. Đó, lên cho em là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti này. Bơm 2 ti, giá sẽ là 230k và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá. Nó sẽ là một con khăn rất là to như này. Kích thước của nó sẽ là 40 nhân với lại 70 thôi nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 x 1m4, 70 x 1m4 và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Nó sẽ có là một mặt bông mịn và một mặt là bông thô nhá. Một mặt bông mịn, một mặt bông thô như này. Hàng siêu to, siêu êm, siêu mượt cho các bác luôn. Đó, rất là đẹp. Và nó sẽ có các màu khác nhau nhá, màu xanh, màu tím, màu bạc, màu ghi, nói chung là tất cả các màu. Đấy, rất tất cả các màu cho các bác luôn. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, chất liệu của nó thì 100% là bằng sợi bông tự nhiên nhá. Khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Kích thước của nó thì nó sẽ là 70 x 1m4 nhá. Đấy, khăn khá là rộng luôn. 70 x 1m4 nó như một cái khăn choàng to, các bác có thể choàng vừa cả người luôn. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Khăn tắm Hàn Quốc này. Đó, khăn tắm Hàn Quốc. Giá chỉ có 40.000 thôi. Kích thước của nó sẽ là 70 x 1m40 nhá. 70 x 140cm. Đấy, kích thước to luôn. Và nó sẽ có các màu như này các bác này. Đấy, các màu. Màu hồng, màu xanh đậm, rồi màu xanh nhạt, rồi màu màu sữa, màu bia. Nói chung rất nhiều màu cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái kẹo chuột coi nhá. Kẹo chuột, hàng này thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện, sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất ở Thái Lan, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt nhá. Hàng made in Thái Lan các bác nhá. Đó, sản xuất ở Thái Lan. Đây, toàn bộ chữ Thái hết. Các bác lên cho em là kẹo chuột nhá, rất là nhạy luôn. Đấy, con này thì chuột đàn, chuột nhà, chuột mẹ, chuột bé, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng, chuột con, chuột to đều ăn hết nhá. Đấy, nó sẽ ăn và nó sẽ giữ rủ đồng bọn đến ăn cùng và nó sẽ chết cả đàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là chuột kẹo chuột nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Con này thì thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Số 1 của Thái Lan luôn các bác này. Đây, thị phần bán của nó là số 1 Thái Lan luôn. Bán được hơi bị nhiều luôn, nó rủ cả đàn đến ăn luôn này. Ăn xong là nằm khệnh nhá, chết luôn các bác nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đó, kẹo chuột này. Kẹo chuột giá thì sẽ là 30k nhá. 30k cho một hộp kẹo chuột nhá. 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái keo vá tường nhá. Các bác lên cho em là keo vá tường. Đấy, thì nó sẽ là một hàng các loại hàng niêm phong như này, nguyên đai nguyên kiện này các bác này. Đấy. Về nhà các bác bóc vào cho em, sau đó thì các bác bôi lên các cái phần tường này. Đấy, đây, cái này nó sẽ là một cái dạng keo như này các bác nhá. Đấy, các bác đẩy lên cho em này. Đấy, cái đầu này nó sẽ hơi bị mít một chút, cái đầu này nó sẽ khô, nó mít một chút này, các bác đẩy lên. Đấy, đẩy lên thì nó sẽ hết cái đầu khô này, nó sẽ ra này. Đó. Sau đó thì cái này nó sẽ là một cái dạng keo nó giống như là cái keo bả các bác nhá, keo bả. Thì các bác bôi lên các cái bề mặt tường mà nó bị thấm rột, bị bong chốc này. Đấy, bị bong chốc. Sau đó thì các bác có cái miếng gạt này, các bác gạt đi cho em này. Đấy, gạt đi cho nó nhẵn nhụi đi là xong. Đó, rất là ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là keo vá tường, giá của nó sẽ là 40.000. Đó, keo vá tường này. Keo vá tường giá của nó sẽ là 40k. 40k trên một típ keo vá tường nhá. Nhà bác nào thì cũng có tường và bị bong chốc, bị bẩn, hoặc là trẻ con tô vẽ thì các bác sử dụng cho em. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, các cái phần tường ổ điện, ổ điếc, các khu vực bị bong chốc thấm rột này. Đấy các bác ấy vào cho em. Đó. Chưa chống thấm. Đây các bác này. Keo bịt kín mọi khe nứt với độ bền hàng chục năm, dễ dàng sử dụng. Anh chị trám đến đâu mới ngay đến đó, tự tin khi khách đến nhà chúc Tết ạ. Liên kết các mảng tường, lắp đậy các khe hở chỉ trong vài giây, thành phần tự nhiên không gây hại,
giá thì rẻ mà cung đụng lại bất ngờ. Còn chần chờ gì nữa mà không mua ngay một em để căn nhà của mình luôn như mấy anh chị ơi. Kèo vá tường đa năng Nhật Bản, chữa lành mọi vết thương, hàn gắn mọi vết nứt. Số lượng có hạn, nhanh tay nhấn mua ngay để nhận nhiều ưu đãi anh chị nhé. Đấy, các bác cứ bôi vào này cho em làm xong, rất là tiện thôi nhé. Ở đây có bán sản phẩm chữa lành vết thương cho ngôi nhà của bạn. Kèo vá tường đa năng Nhật Bản, giá rẻ mà công dụng lại bất ngờ. Với công năng siêu dính siêu chống thấm, bịt kín mọi khe nứt chống rò rỉ nước tối đa, độ bền hàng chục năm. Bạn hoàn toàn tự mình làm mới không gian ngôi nhà, chạm đến đâu mới đến đó, tự tin mời khách đến chơi. Thích nghi với mọi điều kiện môi trường, ẩm ướt, khô nóng, nước hay dầu vỡ. Liên kết các mảng tường gạch bị dẫn nứt, lắp đầy các khe hở chỉ trong một đốt nhặt, chống thấm nước vô địch. Thành phần đấy, tự nhiên không. Lên theo là keo vá tường giá sẽ là 40.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đồng hồ thông minh. Đấy các bác lên cho em là đồng hồ điện tử T8 nhá. Đấy, đồng hồ điện tử T8 nó sẽ là một con đồng hồ như này, bao gồm cho các bác là một đồng hồ và một cái một đồng hồ có dây giờ đàng hoàng, kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc nhá, một cáp sạc. Đấy, mỗi cáp sạc thì về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Lên mã theo cho em là đồng hồ T8 này. Đấy, sẽ bao gồm là đồng hồ dây này và một cái cáp sạc như này, một cái đốc sạc như này nhá. Đó thì đây, con này thân của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, chứ không phải bằng nhựa đâu, thân bằng hợp kim hết, rất là ngon luôn. Về nhà thì các bác bật cắm sạc vào cho em, hàng vận chuyển từ nước ngoài về 100% là hết pin hết nhá. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em là ok này. Đấy, dây kết nối vào đây rất là ngon luôn. Lên mã cho em là đồng hồ T8 nhá. Đấy, 100% là nó hết pin. Về nhà các bác tự sạc pin vào cho em thôi, sạc pin vào sau đó thì mình sử dụng. Giá thì rất là hợp lý cho bác nhé, chỉ có cho bác là 170.000 thôi. Lên mã cho em là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8 giá của nó sẽ là 170k nhá. 170.000 cho một con đồng hồ T8 như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ điện tử T8, giá sẽ là 170.000. Con này thì nó sẽ có cả các cái chức năng, ví dụ như là đo nhịp tim, đo huyết áp, rồi đo bước chạy. Nói chung là đồng hồ này thì các bác dùng để kiểm tra sức khỏe rất là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái quạt ô tô nhá. Con này thì công suất của nó là 12V. Thì nó các bác có thể dùng trực tiếp trên ắp quy này. Ví dụ nhà các bác có ắp quy này, hoặc là có các cái thiết bị có ắp quy, hoặc là có các cái thiết bị mà liên quan đến đầu chân đầu ra 12V thì các bác sử dụng cho em. Thì con này thứ nhất là nó có thể cắm trực tiếp trên tàu ô tô, để các bác có ô tô thì bác cắm cái tàu ô tô vào cho em này. Hoặc là các bác có thể sử dụng là cái bình ắp quy 12V thì phần dương là các bác đấu vào đây, còn phần âm đấu bên ngoài. Dương thì đấu cái lõi trong này cho em, và âm thì đấu bên ngoài này nhá. Đó thì các bác về các bác chỉ việc là đấu vào là mình sử dụng thôi. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá. Con này thì nó sẽ là động cơ không chổi than, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô này. Đó, quạt ô tô giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một cái mã quạt ô tô như này, rất hợp lý cho bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái viên giặt xả nhá. Cái này thì vừa để giặt vừa để xả luôn các bác nhá, đa chức năng, vừa để giặt vừa là xả luôn. Một hộp này của nó thì sẽ là 80.000 cho một hộp, còn là mua túi lẻ như này thì sẽ là 20.000 một túi nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả này. Cái này nó sẽ là dạng viên như này, một bịch của nó là 12 viên. Các bác về các bác ném trực tiếp cái viên này vào trong máy giặt cho em, và trong máy giặt cho em là nó sẽ tự giặt thôi. Đó thì nó sẽ bung ra và nó sẽ lẫn vào quần áo là nó sẽ tự giặt này. Đấy, con này thì nó sẽ rất là nhiều chức năng luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là viên giặt xả nhá. Đó, viên giặt xả này. Đó, viên giặt xả giá của nó sẽ là 20k trên một bịch nhá, 20k trên một bịch. Đấy, còn mua cả hộp này thì giá của nó sẽ là cả hộp 5 bịch nhá. Mua cả hộp 5 bịch thì giá của nó sẽ là 80.000. Đó, cả hộp 5 bịch thì sẽ là 80k nhá. 80k cho cả hộp, còn mua lẻ thì sẽ là 20k trên một hộp. 20k trên một túi như này. Một túi này sẽ là 20k này, còn mua là một hộp 5 túi thì sẽ là 80.000. Thứ công dụng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, sạch này. Thứ hai là tẩy trắng này. Đấy, tẩy trắng này. Và thứ ba là xả thơm này, xả thơm luôn. Đó, xả rất là thơm nhá. Sạch, tẩy trắng và thơm, rất là nhiều công dụng luôn. 20.000 trên một bịch, và cả hộp này sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cả hộp này là 80.000, xin lỗi các bác. Cả hộp này sẽ là 80.000 cho một hộp như này nhá. Đấy, mua lẻ thì sẽ là 20k trên một bịch nhá, 20k trên một bịch. Còn mua cả hộp này thì sẽ là 80.000 nhá, cả hộp là 80k. Đấy, lên cho em là viên giặt xả nhá. Viên giặt xả này. Viên giặt xả, cả giặt cả xả luôn nhá, vừa giặt vừa xả luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là con dao, các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Đấy, lên cho em là dao thái lỗ. Đây, nó sẽ là một con dao rất là bén như này. Cân nặng của nó thì vào khoảng là
2 lạng. Đấy, khoảng lạng rưỡi đến 2 lạng. Dao rất là bén luôn, đây em dọc thử cái bóng cho bác xem nhé. Rất là bén luôn các bác này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới. Con thái lỗ này là bao nhiêu nhỉ? Hả? 125. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá. Giá của nó sẽ là 125.000 này. Hàng siêu bén luôn. Đây, một cái tờ giấy rất là mủn như này mà em còn dọc được như này là các bác biết rồi. Hàng thì nó sẽ là dao của Nhật nhá. Dao của Nhật siêu bén cho các bác luôn. Đó, dao của Nhật siêu bén các bác luôn nhá. Đó. Rất là bén các bác này. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em là dao thái lỗ nhá, rất là bén luôn các bác theo, rất là bén luôn này. Đó. Chiều dài của dao thì khoảng là 30 cm. Đấy, phần lưỡi thì dài 20 cm và chiều cao của lưỡi thì vào khoảng là 7-8 cm. Hàng của Nhật đây, made in Japan các bác này, nội địa của Nhật nhá. Đó, một nội địa của Nhật đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là dao thái lỗ nhá, dao thái lỗ này. Đó, dao thái và nó có lỗ nhá, dao thái lỗ. 125k nhá, 125.000 trong con dao thái lỗ như này đây. Nó có cái lỗ để các bác treo dao này. Đấy, cho nên bên em gọi nó là dao thái lỗ luôn. Đó. Dao thái lỗ. Thái lỗ, giá của nó sẽ là 125k nhá. 125.000 trong con dao thái lỗ như này. Con này thì rất là ngon, siêu sắc bén, hàng của Nhật, made in Japan con này. Đó, made in Japan, dao của nội địa Nhật. Siêu ngon cho các bác luôn. Siêu ngon, siêu tuyệt vời luôn, và cái giá thì cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái bình nhiệt quân đội Mỹ các bác nhá. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là màu đỏ này. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội, màu xanh đậm. Màu đỏ, màu xanh quân đội, màu xanh đậm và màu inox này. Đó, thì nó sẽ có 4 tông màu như này. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Riêng cái màu xanh quân đội này thì giá nó sẽ đắt hơn một chút, giá sẽ là 190.000 nhá. Đấy, màu xanh quân đội này thì nó hiếm hơn cho nên nó đắt hơn một chút. Đấy, chất liệu của nó bằng inox 304, giữ nhiệt của nó sẽ là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá, giữ nóng là 24 giờ. Dung tích của nó là 1,5 lít, các bác có thể dùng để mang đồ nước uống đi học, đi làm, đi du lịch hoặc là đi công tác, nói chung là đi đâu cũng được. Đấy, mang đi chơi thể thao. 1,5 lít như này các bác uống hết cho em trong vòng buổi sáng này, hoặc là uống cả ngày để được 1,5 lít nước cũng là tốt lắm rồi. Đấy, nó sẽ có lưới lọc này, các bác có thể pha trà, pha cà phê này, hoặc sử dụng các công việc đều ok hết nhá. Đó. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Nên mã giúp cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ. Thì cái nắp này các bác có thể dùng để làm cốc uống nước được luôn. Nắp này làm cốc uống nước được luôn nhá. Và nó sẽ có gioăng ở đây này. Đấy, sẽ có gioăng ở đây. Đấy, gioăng xoáy rất là chắc chắn này. Có lưới lọc cho các bác này. Đấy, Su 304 nhá, Su 304. Cực kỳ ngon, dày dẫn và chắc chắn. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, bình nhiệt quân đội Mỹ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 cho một con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Trừ cái màu quân đội thì giá sẽ là 190, còn lại là các màu khác là 170 nhá. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, quân đội Mỹ. Hàng siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1,5 lít này, 1,5 lít. Giá thì sẽ là 170k cho các màu, còn lại là màu xanh quân đội. Xanh quân đội thì sẽ là 190k nhá. Đấy. Các màu thường thì sẽ là 150 này. Màu thường này thì sẽ là 150.000 nhá. Nó sẽ có màu đỏ này, màu đỏ, màu xanh đậm và màu inox nhá. Màu đỏ, màu xanh đậm, màu inox thì giá của nó đều là 170.000. Còn các bác lấy cái màu xanh quân đội này thì đắt hơn một chút. Giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã đó là hạc trầm nhá, hạc trầm. Đó. Thì các bác lên cho em là con hạc cũng được không? Đấy, con hạc thì con này các bác có thể trang trí ở trên bàn thờ nhà mình rất là đẹp. Nó chỉ nhỏ gọn thôi các bác nhá. Đây, nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi này. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 12 cm nhá, nó nhỏ gọn như này thôi. Đây, các bác hình dung cái ngón tay cái của em này. Đấy, cái con hạc này thì nó chỉ to bằng ngón tay cái như này thôi, để các bác nắm được nhá. Ở đây thì nó sẽ có một cái lẫy xay như này, thì các bác có thể cho trầm vào đây, cho trầm vào đây mình đốt nhá. Đấy, cho trầm vào đây mình đốt rất là ok luôn. Đó, cho trầm vào đây, nhà các bác có trầm có hương thì các bác cho vào đây mình đốt này, hoặc là mình dùng để mình trang trí cũng được. Đấy, có trầm có hương bỏ vào đây đốt thì càng tốt, không có thì mình để mình trang trí. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con hạc như này. Các bác lên cho em là con hạc thờ nhá. Đấy, con hạc như này rất là đẹp luôn. Nó đỗ trên một cái bông sen này, trên một cái lá sen rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp các bác này. Thì các bác lên cho em là con hạc nhá, con hạc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
60.000 nhá, 60.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đấy, lên mã giúp cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng. Giá của nó sẽ là 60k. Rất là đẹp luôn, nó chỉ trong lòng bàn tay như này thôi. Trong lòng bàn tay như này thôi nhá, giá sẽ là 60.000. Thì các bác nên mua một đôi để mình có thể để trang trí trên bàn thờ, rất là đẹp luôn. Đấy, nên mua một đôi để mình có thể trang trí trên bàn thờ hoặc là mình sử dụng nhá. Khi em gửi cho bác thì nó sẽ là trong túi bóng như này. Về nhà các bác lắp cái hũ hương này vào cho em này. Đấy, nó ngậm một cái đài sen rất là đẹp này, một cái đài sen mà nó có cái lẫy như này. Lên mã giúp cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một con hạc đồng như này thôi. Rất nhỏ gọn và đẹp nhá, rất nhỏ gọn và đẹp. Và lưu ý các bác là con này nó rất là nhỏ thôi nhá, rất nhỏ thôi, con hạc nó chỉ bằng cái ngón tay cái của em thôi này. Đó, rất là nhỏ thôi. Lên mã giúp cho em là hạc đồng, giá sẽ là 60k nhá. Giá siêu hợp lý cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là hạc đồng này. Đó. Hạc đồng. Hạc đồng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho con hạc đồng như này, 60.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lấy giấy tai đèn nhá. Giấy tai có đèn. Có đèn báo luôn. Thoải mái tiện dụng cho các bác sử dụng, nó có đèn báo như này rất là tiện nhá. Đấy thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm bao gồm là hai viên pin này, một cái đầu lấy giấy tai này và một cái đầu gắp này. Một cái lấy và một cái gắp nhá. Đấy. Con gắp này thì nó sẽ có sẵn pin bên trong rồi và vẫn tặng kèm cho các bác thêm 3 viên pin nữa. Đó, thì các bác về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy như này, các bác về các bác ấn cái đèn này lên cho em. Đấy, ở đây nó sẽ có lẫy khóa đèn này. Các bác nhấp cái đèn lên cho em này. Đấy. Khi các bác lấy giấy tai thì các bác thò vào đây, nó sẽ có cái đèn như này, rất là tiện các bác này. Đấy, bình thường tắt đèn đi thì nó sẽ tối om nhá, các bác không thể lấy được nhá. Nhưng mà cho đèn vào đây. Đấy, thì các bác có thể gắp trong tai này rất là sáng các bác này. Đó. Đấy, đầu tiên là cái con gắp này. Nó sẽ có cho các bác là một con gắp này và có cho các bác là một con đầu để các bác lấy này. Đầu lấy con này nó cũng có đèn luôn. Có đèn thì con này về nhà nó sẽ là dạng là pin con thỏ nhỏ. Nó cũng có sẵn pin cho các bác rồi. Về nhà các bác chỉ việc lắp pin vào cho em thôi. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn, chọn bộ sản phẩm nhá. Có kèm pin. Có kèm pin sẵn như này các bác này. Đấy. Tươi nghe máy thì cái thằng Đạt thấy nó gọi cái gì. Có kèm sẵn pin cho các bác như này. Đấy. Có kèm sẵn pin như này các bác này. Đấy. Thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, chỉ việc sử dụng thôi, rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, lắp pin vào cho em này. Sẵn pin cho các bác luôn. Đấy. Sẵn pin này về lắp xoáy vào này. Lắp xoáy vào cho em, sau đó thì bật lên này. Bật lên là đèn nó sẽ lên này. Đấy, đèn nó sẽ lên các bác nhá. Đấy, bật lên là đèn nó sẽ lên như này. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu lấy giấy tai đây. Hai cái đầu lấy giấy tai như này thì về nhà các bác chỉ việc là mình sử dụng thôi, lắp cái đầu lấy giấy tai vào cho em. Đó, nó sẽ có hai cái đầu lấy giấy tai như này, xoáy vào cho em này. Đấy, thì cái ánh sáng của nó sẽ truyền theo cái nhựa này. Đấy các bác nhá. Thì dùng đây các bác nhìn là trong cái lỗ tay của em nó sẽ tối om om mà em sẽ đưa cái này vào này. Đấy, sáng trưng luôn để các bác gắp nhá. Đưa đầu sáng ở đấy luôn, rất là tiện. Đó, rất là tiện luôn. Tắt đi là sẽ tối om này, bật lên này. Đó, các bác thấy không? Đấy, sâu trong vẫn sáng nhá, tắt đi không nhìn thấy gì nữa luôn. Đó, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là lấy giấy tai đèn nhá. Alo. Các bác lên mã giúp cho em là lấy giấy tai đèn nhá, lấy giấy tai đèn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lấy giấy tai đèn, giá của nó sẽ là 60.000. Đó, lấy giấy tai đèn này. Đó. Lấy giấy tai đèn. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho con lấy giấy tai đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh không nhá. Các bác lên cho là vít xanh. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này. 30 đầu vít kèm một tay công và một tay nối dài như này và có tới cho các bác là 30 đầu vít luôn. 30 đầu vít với các cái chi tiết khác nhau. Đấy, rất đầy đủ như này, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá nó rất là hợp lý cho bác, chỉ có 40.000 thôi. Đấy. Của nó thì con này các bác dùng để sửa chữa lặt vặt các thứ rất là ok, xoáy rất là ngon luôn các bác này. Đấy, lên cho là vít xanh nhá. Cái này thì các bác có thể nâng hạ tùy theo cái nhu cầu công năng sử dụng của mình. Đấy. Đấy, nó có lẫy cá như này rất là tiện, hoặc các bác có thể lắp vào đây. Đấy, lắp vào đây cho em. Đó, rất là ngon lành luôn. Thì combo cho các bác bao gồm là một tay công, một tay nối dài và 30 đầu mũi vít như này nhá. 30 đầu mũi vít thì nó sẽ có là to nhỏ lớn bé mẹ con, lục giác hoa thị rồi mũi khế rồi, nói chung là các kiểu con là điểu luôn. Giá thì sẽ là một cái bộ vít xanh như này, các bác lên mã giúp cho em là vít xanh nhá. Giá của nó sẽ là vít xanh này. Đó, lên cho em là vít xanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. 40.000 trong cái bộ vít xanh như này, mua về sửa chữa đồ nghề các thứ rất là ok luôn. Lên mã cho em là vít xanh, giá sẽ là 40.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đũa của Hàn Quốc nhá. Đũa của Hàn Quốc thì sẽ là 35.000 cho một vỉ như này, cho một hộp như này. Một hộp này bao gồm là 10 đôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa Hàn Quốc mạ vàng. Đũa Hàn Quốc nó sẽ là hàng mạ vàng như này, rất là đẹp luôn. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 10 đôi.
hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể mua về để mình sử dụng gia đình này, hoặc là làm nhà hàng này, làm thợ, làm nghề, nói chung là đều đa chức năng hết. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá, đũa mạ vàng Hàn Quốc rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, đầu đũa có đánh nhám chống nấm mốc và chống trơn trượt rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là đũa Hàn Quốc nhá, đũa Hàn Quốc hoặc là đũa mạ vàng Hàn Quốc. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, cực kỳ chất lượng cho bác. Một vỉ này 10 đôi và giá chỉ có 35.000 thôi. Đấy, lên cho em là đũa Hàn này, vỉ 10 đôi, giá sẽ là 35k nhá. 35k. Đây, hàng của Hàn Quốc đây, Korea các này, Korea Hàn Quốc nhá. Lên mã giúp cho em là đũa Hàn nhá. Đũa Hàn giá sẽ là 35.000. 35.000 cho một vỉ như này. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái đũa Nhật nhá. Đũa Nhật 40.000 trên một vỉ. Vỉ này bao gồm là 10 đôi. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và kháng khuẩn rất là tốt luôn. Đó. Con này thì kích thước của nó thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 20 đến 24 cm. Đấy, đũa nhỏ nhắn xinh xắn vừa phải, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đũa Nhật nhá. Bên shop đang gửi tới bác một vỉ đũa Nhật như này. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, cũng là hàng kháng khuẩn, chịu nhiệt độ cao, chịu nhiệt độ lên tới 200 độ C. Đó, chống nấm mốc, kháng khuẩn, hàng made in Japan. Made in Japan, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Lên cho em là đũa Nhật nhá. 40k trên một vỉ 10 đôi như này. 40.000 trên một vỉ 10 đôi đũa Nhật như này nhá. 40.000 trên vỉ 10 đôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cây bình voi nhá. Các bác lên cho em là bình voi, dung tích của nó sẽ là 1.3 lít cả vỏ nhá. Đấy. 1.3 lít cả vỏ, và con này thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đấy. Một con bình voi rất là chất lượng như này, dung tích của nó sẽ là 1.3 lít cả vỏ nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có sẵn bình này, quai sách này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn, hàng siêu đẹp cho các bác luôn nhá. Dung tích của nó sẽ là 1.3 lít cả vỏ inox 316 nhá. Bình voi hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn đây. Đấy, mở nắp ra này. Con này thì bên trong của nó sẽ có cho các bác là một cái hệ thống đó là đây. Rất đẹp các bác này, Su 316 này. Bình cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác cái hệ thống ống mút này. Thì nó sẽ có một đầu cứng và đầu mềm. Đầu mềm thì các bác lắp xuống dưới đáy nhá, và đầu cứng lắp lên trên. Lắp hai đầu như này cho em. Đó, lắp hai đầu như này nhá. Sau đó thì các bác cho cái đầu mềm xuống dưới đáy này. Các bác đậy nắp lại cho em này. Đấy. Đậy nắp lại và xoáy vào. Khi mình xoáy thì mình sẽ để cái phễu nó vào đúng cái lỗ này luôn, và khi mở nắp thì cái này nó sẽ đẩy lên. Đẩy lên là các bác mút trực tiếp này luôn. Mút trực tiếp này luôn rất là tiện nhá, mình không cần phải ngửa cổ lên uống hoặc là sử dụng các cái tính năng khác, nó mất công. Đấy, hoặc xoáy nắp. Các bác chỉ cần bật nắp này, mút xong thì lại đậy nắp lại, sập cái lẫy này lại này. Rất ngon luôn. Hàng cực kỳ chất lượng các bạn, hàng của Nhật, rất chất lượng cho các bác luôn. Con này dùng cho trẻ em thì rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cho các em nó đi học, đi làm, hoặc là các bác có thể đi chơi thể thao, hoặc là đi công tác, hoặc đi đâu cũng được, mang đi rất là tiện dụng. Lên mã giúp cho em đó là bình voi nhá, rất là tiện con này. Có cái ống hút như này thì dành cho học sinh nó rất là tốt. Các em nó chỉ cần mở nắp ra là mút thôi, rất là tiện. Đấy, các bác mang nước cho các em nó đi học này, rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là ngon lành nhỉ, có quai sách quai đeo như này. Chắc chắn lắm các bạn. Đấy, con này rất chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100. Lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Đó. Bình voi, giá của nó sẽ là 160k nhá. Giá thì chỉ có 160.000 cho một em bình voi như này thôi. Siêu tiện dụng và giá khá là hợp lý cho bác luôn. Lên mã cho em là bình voi, giá sẽ là 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con đầu chuyển cưa nhá. Các bác lên cho em là đầu chuyển cưa. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân như này, một tay nắm này. Tay nắm thì các bác xoáy vào cho em, xoáy vào đây cho em. Đó, tay nắm xoáy vào đây. Và đầu cưa thì các bác lắp vào đây cho em này. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là 3-4 cái đầu cưa như này. Đấy, 3-4 cái đầu cưa như này nhá. 3 cái đầu cưa như này, 2 đầu cưa gỗ, 1 đầu cưa sắt và ống nước được luôn. Đó, thì các bác chỉ cần lắp vào đây cho em thôi. Khi lắp thì các bác xoay cái lẫy này đi này. Đấy, xoay cái lẫy này đi lắp vào là xong. Đó. Thì khi mà con này nó xoay vào đầu cưa thì nó sẽ tĩnh tiến như này các bác này. Đấy, nó sẽ tĩnh tiến như này. Đấy, nó cứ tĩnh tiến như này là giúp để cho mình cưa thôi. Rất là tiện, khi tháo ra thì các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là cái lưỡi nó sẽ bật ra. Đó, rất là tiện. Và giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá, đầu chuyển cưa. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn nhá. Đầu chuyển cưa này. Đầu chuyển cưa, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái đầu chuyển cưa như này. 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này các bác nhá. Đây các bác này. Và bác Thảo thích thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng.
phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường, đi kèm theo máy ba lưỡi cưa. Tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi tích hợp, công việc cắt xẻ đũa cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Đấy, rất là tiện dụng luôn nha. Các bác có thể dùng để cắt gỗ này, cắt ống nước này. Đấy, đặc biệt là cắt gỗ thì nó rất là tiện, rất là hợp máy lý. Máy khoan cầm tay chả nhẽ chỉ công việc ăn và bắt tháo vít thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng, phù hợp với tất cả loại máy khoan trên thị trường. Đi kèm theo máy ba lưỡi cưa, tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp lưỡi tích hợp, công việc cắt xẻ đũa cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nha. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về một số cái mã đồ siêu tầm, đồ gạt tàn. Thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Mã đầu tiên em lên, bật cái quả tí. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con. Các bác lên cho em đó là con ngựa nhé. Đấy, con ngựa thì bên shop có 2 mẫu. Một mẫu thì con ngựa này thì bên shop sẽ lên mẫu là con ngựa tròn nhé. Con ngựa tròn. Đấy, con ngựa này sẽ là con ngựa tròn này. Đấy, con ngựa tròn, còn con này thì nó sẽ là con ngựa dài nhá, con ngựa dài. Đấy thì để các bác biết được. Đấy thì nó sẽ hai con và nó sẽ giá nó khác nhau. Con ngựa. Đây con này con là ngựa to này. Thôi em sẽ lên là ngựa to, ngựa bé cho các bác xem cho nó dễ hình dung. Đấy. Con ngựa to nhá. Các bác lên cho em là ngựa to. Con ngựa to này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. 260.000 và bao ship cho con ngựa to như này. Hàng chất liệu của nó đều là bằng hợp kim nhá, hợp kim mạ đồng. Bảo hành màu cho các bác trong vòng 5 đến 10 năm luôn. Thoải mái các bác sử dụng không lo bị bong chốc, bị gọi là mất màu hoặc là thế này thế nọ. Lên cho em là ngựa to. Con này thì giá sẽ là 260.000 cho con ngựa to như này. Đó. Lấy tranh kia thước mình ơi. Lên mã giúp cho em là ngựa to nhá. Đấy, lên cho em là ngựa to này. Ngựa to, giá sẽ là 260.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có con ngựa bé đây. Các bác lên cho em là ngựa bé nhá, ngựa bé. Con này thì giá chỉ có 150.000 thôi. Đấy, con này lên mã giúp cho em là ngựa bé này. Đó. Các bác lên cho em là ngựa bé nhá, ngựa bé. Giá của nó sẽ là 150.000. 150.000 cho con ngựa bé như này. Đấy. Đây nó sẽ là một con ngựa bé ngồi trên một cái gạt tàn hình tròn như này. Cái này nó tượng trưng cho quả địa cầu luôn. Và đây thì nó sẽ có hình 8 con ngựa đây, mã đáo thành công nhá, 8 con ngựa như này. Đấy thì con này các bác lên cho em là ngựa bé nhá. Đấy, ngựa bé, giá sẽ là 150.000. Đó. Lên cho em là ngựa bé này. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con ngựa bé thôi. Còn con ngựa to thì sẽ là 260. Đây em sẽ đo kích thước sơ qua cho bác xem. Con ngựa to này thì tính từ phần đầu đến phần đuôi, tức là phủ bì dài nhất của nó sẽ là 27cm nhá. Rất là to luôn. 27cm từ đầu đuôi là 27cm. Và phần cao của nó sẽ là tầm khoảng 23cm. Đấy, 23cm. Thì con này thì có lên trên là ngựa to. Đấy, giá sẽ là 260.000 cho con ngựa to như này. Đấy, còn con này nó sẽ là con ngựa bé. Con ngựa bé này thì giá của nó sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con ngựa bé như này. Con này thì chiều cao của nó vào khoảng là 16cm. Và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 12cm. Đấy, cũng đều là dùng để gạt tàn hết nhé. Các bác có thể dùng để gạt tàn, dùng để trưng bày đều được. Lên mã treo là ngựa to, ngựa bé này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con gà nhé. Các bác lên cho em là con gà này. Đấy, con gà này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một em gà như này. Nó cũng đậu trên một cái quả địa cầu như này. Đấy, bên dưới thì nó sẽ có hình hoa văn. Đấy, hình đàn gà này. Đấy, gà to, gà nhỏ, gà trống, gà mái, gà con này. Đấy, rất là nhiều luôn nhá. Đó, các cái mẫu con gà khác nhau. Đấy, và có vườn tược rất là đẹp này. Đấy, trên này thì lại tiếp tục là hình con gà, rồi hoa đào, hoa cúc này. Đó, chim bay này. Đấy, đây một con gà to nữa này. Và trên này một con gà to nữa. Bác nào tuổi gà thì bứng cho em con gà này về nhá. Đấy, các bác lên cho em là con gà. Giá thì sẽ là lên cho em là con gà, giá sẽ là 150.000 nhá. Đấy, lên cho em là gạt tàn gà này. Gạt tàn gà, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con gà này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con rồng nhá, con rồng. Đây. Con rồng thì con này các bác lên cho em là rồng quấn nhá. Đấy, rồng quấn, nó sẽ là một con rồng quấn canh quả địa cầu như này. Có đầu có đuôi, rất là đẹp luôn. Đấy, cái phần đầu này của nó thì nó sẽ to bằng đây, ngón tay cái của em này. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút các bác nhá, to hơn một chút. Và cái phần trên này là một con rồng rất là đẹp này. Đấy, rồng phun lửa rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Hoa văn hoa lá cành rất là đẹp nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000.
các bác lên cho em là dòng quấn nhá. Dòng quấn giá sẽ là 150.000. Đó, dòng quấn này giá sẽ là 150k. Lên mã giúp cho em là dòng quấn nhá. Đó. Dòng quấn giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con dòng quấn như này. 150.000 luôn nhá. Đấy. Nó sẽ là 150.000 cho một mã dòng quấn như này. Con này thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì 100% là bằng hợp kim hết nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, các cái phần chi tiết được làm rất là sắc nét, đẹp, chi tiết và sáng bóng các nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dòng quấn, con này sẽ là dòng quấn, con này sẽ là 150.000. Chiều cao tổng thể của nó thì vào khoảng là 16 cm và chiều rộng của nó thì nó cũng vào khoảng là 12 13 cm, rất là rộng luôn. Đó. Lên mã cho em là dòng quấn nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con thiên nga này. Các bác lên mã giúp cho em là con thiên nga. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho một em thiên nga như này nhá. Lên mã giúp cho em là thiên nga, giá sẽ là 190k. Đấy, sản phẩm thì tất cả đều là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thiên nga này. Thiên nga, giá của nó sẽ là 190k nhá. 190.000 cho mã thiên nga như này. Đấy, các bác lên đúng tên, đúng mã, đúng số tiền cho em. Đấy, ngoài ra thì bên shop có cái con rồng này gọi là rồng đầu rùa nhá, rồng đầu rùa. Con kia thì nó sẽ là rồng quấn, còn con này thì nó sẽ là rùa đầu rồng đi, rùa đầu rồng. Đó, nó sẽ là một con rùa và đầu của nó là đầu con rồng như này. Rất là đẹp luôn. Đó, rùa hóa rồng, rồng hóa rùa, đấy các bác nhá. Đấy, lên cho em là rùa đầu rồng nhá, mình con rùa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác cứ lên cho em là con rùa cũng được cho nó khỏi nhầm với con rồng kia. Đấy, các bác lên cho em là con rùa. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000. 230.000 cho con rùa như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là con rùa này. Đó. Lên cho em là con rùa nhá. Đấy. Con rùa này giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho một em rùa như này. Đó. Đơn hàng thì trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Con này tổng chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 17-18 cm. 17-18 cm. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá. Đấy, để các bác ướm được cái kích thước cơ bản của nó. Không đến nơi về các bác lại nhận hàng các bác bảo sao bé thế hoặc là sao to thế, nó mất công nhá. Đấy, con rùa này 230.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là con cóc này. Đấy, con cóc cũng rất là đẹp luôn. Một con cóc ngậm tiền như này. Đấy, và cái thân này của nó thì dưới nó sẽ có một hạt ngọc này. Đấy, một hạt ngọc ở dưới cằm như này và ngồi trên chốc đống tiền này, rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em là con cóc nhá. Đấy, con cóc. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cũng là 230.000 luôn. Đấy, đằng sau có đính nơ rất là đẹp này. Lên mã giúp cho em là con cóc nhá. Con cóc giá của nó sẽ là 230.000. Con này thì chiều cao của nó cũng vào khoảng là 11-12 cm và chiều dài tổng thể của nó thì nó cũng vào khoảng là 15-16 cm nhá. 15-16 cm. Đó, em đo áng chừng thôi, cơ bản là như vậy. Đấy, chất liệu đều 100% là hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, tất cả đều có chức năng là vừa để siêu tầm vừa là dùng để gạt tàn nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là con tỳ hưu nhá. Các bác lên mã giúp cho em là con tỳ hưu này. Con tỳ hưu này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một mã tỳ hưu như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là đặc biệt luôn. Các bác chơi thì không những là dùng để gạt tàn mà dùng để yếu tố phong thủy nhá. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ là một cái dòng mà chỉ có ăn vào thôi. Đấy, mà không có đi ra, cho nên là các bác yên tâm. Đó, các bác chơi con này thì vượng ích vượng khí luôn. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Và tài lộc là đến nhà dồi dào luôn. Đây, các bác sử dụng con này rất là tuyệt vời. Đấy, mình sẽ mua về mình trưng ở trong nhà, rất là đẹp. Đấy, nó mang lại tài lộc cho gia chủ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Các bác lên mã giúp cho em là tỳ hưu nhá, tỳ hưu. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim hết nhá, hợp kim mạ đồng. Bảo hành cho bác từ 5 đến 10 năm luôn. Siêu dày dẫn và chắc chắn nhá, rất là đẹp luôn. Đó, hoa văn cực kỳ đẹp này, chân tay các thứ này. Các bác thấy không? Hàng cực kỳ sắc nét và tinh xảo nhá. Sắc nét tinh xảo luôn. Con này thì chiều dài của nó là vào khoảng là 22 cm và chiều cao của nó thì vào khoảng là 15-16 cm. Con này thì khá là to luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là tỳ hưu, giá sẽ là 260.000. Đấy, lên mã giúp cho em là tỳ hưu này. Tỳ hưu giá sẽ là 260k cho một em tỳ hưu này nhá. 260.000 cho em tỳ hưu. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con lợn các bác này. Đấy, một chú lợn rất là đẹp luôn, xinh xắn này. Con này thì rất đẹp và chắc chắn luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 13 và chiều cao của nó thì vào khoảng là 10. Đấy, 13 10. Một chú lợn rất là đẹp luôn nhá. Một chú lợn rất là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó là các bác nghe tiếng kêu là các bác biết rồi. Hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là con lợn nhá. Con lợn giá sẽ là 230.000 cho một chú lợn như này. 230.000 cho một chú lợn như này nhá. Rất là đẹp luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời, rất là tinh xảo luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em là lợn nhá. Đấy.
Gà tàn lợn giá sẽ là 230.000. Đó, lên cho em là con lợn này. Đấy, con lợn giá sẽ là 230k nhá. 230k cho một chú lợn như này nhá. Đấy, 230.000 cho một chú lợn như này. Đó, rất là ngon lành cành đào luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con voi nhá. Một con voi cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, trên đầu thì có đính một viên ngọc màu xanh này. Đấy, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Bên dưới chân của nó thì có lót để chống trơn trượt, chống tạo tiếng động nhá. Đấy. Và con này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài của nó sẽ là khoảng tầm là 17 nhá, chiều dài 17 và chiều cao thì sẽ là 11 12 nhá. Chiều dài 17, chiều cao 11 12. Con này các bác dùng thì chấm hết đầy con rết luôn, cực kỳ là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, cái vòi của nó cuốn xuống này hai cái ngà này. Đấy, hoa văn hoa lá cành chi tiết cực kỳ sắc nét luôn. Một con to và cõng trên lưng là hai con này. Đấy, hai con đây. Đấy, hai con nhá, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang như cái tai của nó này, trông cái tai của nó rất là thích luôn. Đấy, tai như tai voi ấy. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Nó rất là thích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là voi gà tàn nhá. Đấy, voi gà tàn. Giá sẽ là 230.000. Đấy, lên cho em là con voi này. Con voi giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho một chú voi này. Tiếp theo trong ngày hôm nay thì bên shop về cho bác một cái con chó này. Đấy, chó là một loài vật cực kỳ là trung thành luôn nhá. Đấy. Các bác biết rồi, chó là một trong những cái loài vật cực kỳ là trung thành mà trung thành hiếm thấy luôn. Đấy, có câu chuyện kể rằng là có một nhà sư nuôi một con chó nhá. Đấy, sau khi mà có một người bạn rủ ông ấy đến rủ ông ấy đến thăm nhà thì thăm khi thăm nhà này thì phải đi qua sông. Mà đi qua sông thì con chó này nó lại không biết bơi. Thế là ông chủ ông ấy khoanh một cái vòng tròn. Đấy, bảo con chó là nằm yên ở đấy. Thế là ông chủ này ông ấy bơi qua sông, ông ấy sang nhà bạn ông nhậu. Nhậu say quá ông ấy không về. Thế là đêm hôm đấy thì trời mưa gió bão bùng, con chó thì nó vẫn cứ nằm yên trong vòng vậy, nó không chạy về, nó cũng không đi trú, không sao cả, không chạy đi đâu cả. Thế là ông chủ sáng hôm sau mới giật mình tỉnh dậy thì mới về, thì về nhà thì sang qua bờ sông thì con chó nó đã chết ở trong cái vòng tròn rồi các bác nhá. Đấy, tức là ý muốn nói là con chó là một trong những cái loài vật cực kỳ là trung thành luôn. Đó, rất là trung thành luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 cho một chú chó đẹp như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Lên cho em là chó gà tàn nhá. Con này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài của nó sẽ là 14 này và chiều cao của nó sẽ là 15 nhá. Đấy, chiều rộng là 14, chiều cao là 15. Đó. Giá thì sẽ là 230.000. Lên mã giúp cho em đó là chó gà tàn nhá. Đấy. Lên cho em là chú chó này. Đấy, chú chó. Giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho một chú chó như này nhá. Tiếp theo thì đến một con vật cũng rất là được yêu quý, đó là con trâu nhá. Các bác lên mã giúp cho em là con trâu này. Ở vùng nông thôn thì các bác biết rồi. Đó. Đấy, con trâu là đầu cơ nghiệp luôn. Đấy, tậu tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay các bác nhá. Đó thì em lên cho bác cái siêu phẩm trâu đây, bụng cực kỳ là to luôn. Đấy, đầu năm thì các bác thường hay xem đi lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Một con trâu đang vảnh cái sừng lên rất là đẹp này. Đấy, dùng để làm gà tàn rất là tuyệt vời luôn. Đấy, và mình của nó thì có hoa văn là các cái đồng tiền xu được xiên chuỗi vào như này này. Đấy, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Màu sắc kích thước đẹp và rất là thực tế luôn nhá. Lên mã giúp cho em là trâu nhá, 230.000. Đấy, lên mã giúp cho em là chú trâu nhá. Chú trâu giá sẽ là 230.000 này. Đấy, chú trâu này. Trâu là TR, trâu 230.000 nhá. Đó. 230.000 cho một chú trâu như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã về bộ chuyên chén này. Bộ chuyên chén để các bác dùng để mình làm đồ pha trà uống này thì nó sẽ có cho các bác là ba bộ nhá. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên đó là bộ chuyên chén đồng này. Cái tên thì bên em gọi nó là bộ chuyên chén đồng và nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là hoa văn rồng phượng và một mẫu là hoa lá cành. Đấy, lô này về thì lại có hai mẫu như này. Có hai mẫu như này nhá. Một mẫu là hoa văn rồng phượng này. Đấy. Đây thì nó sẽ là hoa văn rồng phượng như này. Đấy. Một mẫu là hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu là hoa văn rồng phượng như này nhá. Hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái mẫu hoa văn rồng phượng này sẽ là 395.000 nhá. 395.000 cho cái mẫu hoa văn rồng phượng như này. Và bao ship tại nhà cho bác luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái khay hình rồng phượng này. Đó, một khay hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó. Một khay hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy, và có thêm cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén hình hoa văn rất là đẹp như này. Đấy, 6 cái chén hình hoa văn rất là đẹp như này. Đó. Và cái chuyên này của nó thì kích thước nó nhỏ thôi nhá. Đây em sẽ đo thực tế cho bác xem này, chiều rộng của chuyên thì nó vào khoảng là 8 cm nhá.
đấy, 8-9 cm là tính nguyên thân chuyên đấy, và chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá. Nói chung ấy là nó trong lòng bàn tay, mà các bác là biết là trong lòng bàn tay thì nó thế nào rồi. Đấy, nó cũng tương đối là nhỏ thôi, không quá nhỏ nhưng không quá to. Trong lòng bàn tay nhá, nghe cho rõ các bác nhá. Đấy, nó trong lòng bàn tay như này. Chất liệu của nó thì là bằng đồng nhá, bằng đồng, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 395.000 cho bộ chuyên rồng phượng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên rồng phượng nhá. Đấy. Bộ chuyên đồng này, chuyên đồng hình rồng phượng nhá. Đấy. Lên cho em là chuyên đồng này. Đó. Chuyên đồng này. Chuyên đồng rồng phượng nhá. Đó. Rồng phượng, giá sẽ là rồng phượng này. Bộ chuyên đồng rồng phượng 395k. Đó, 395k. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ chuyên đồng hình hoa lá cành như này. Đấy, nó sẽ có hai trường phái, một là hoa lá cành, hai là hình rồng phượng. Kích thước và kiểu dáng thì na ná như nhau, nó chỉ khác nhau về hoa văn thôi. Đó, chỉ khác nhau về hoa văn thôi. Thì tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác, các bác có thể mua một hoặc là hai, tùy theo nhu cầu nhá. Đây, đây là cái khay của nó này. Một cái khay rất là đẹp luôn, được dập hoa văn này, rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Hình con rồng, con phượng rất là đẹp luôn. Thì nó sẽ có hai mẫu nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ chuyên đồng hình hoa văn nhá, hình hoa văn. Giá thì sẽ là 400.000. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là chuyên đồng hoa văn nhá, chuyên đồng hoa văn. Giá sẽ là 400k. Đó, còn chuyên đồng rồng phượng thì sẽ là 395.000. Chuyên đồng hoa văn này. Đó. Chuyên đồng hoa văn nhá, hoa văn. Giá sẽ là 300, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho cái bộ chuyên đồng hoa văn như này. Đây. Bộ này sẽ là 400.000 nhá. Bộ này 400.000 này. Các bác chụp màn hình lại cho em. Chuyên đồng hoa văn, giá sẽ là 400.000. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là chuyên đồng rồng phượng này. Chuyên đồng rồng phượng, giá của nó sẽ là 395.000 nhá. 395.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái bộ, đó là bộ chuyên chén, bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia. Bộ này thì nó sẽ khá là to luôn. Đó, khá là to luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này. Đấy. Một cái chuyên như này khá là to luôn. Đấy. Đây, một chuyên khá là to như này. Chất liệu của nó bằng đồng này. Đấy, một cái chuyên khá là to này các bác nhá, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và nó sẽ in hình, ôi từ từ hướng dán nào. Nó sẽ là in hình hoa văn này các bác này. Đấy, in hình hoa văn như này rất là đẹp này. Đấy, như kiểu là cái tháp của Nga này các bác này. Đấy, cung điện Kremlin của Nga này các bác này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, các bác có đính đá các bác này, có đính đá rất là đẹp luôn. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này, một chuyên 6 cái chén như này, 6 chén như này nhá. Đấy, chén này thì nó sẽ là dòng chén to này. Một chuyên 6 chén to nhá, 6 chén to như này. Và kèm thêm cho các bác là một cái khay khổng lồ luôn. Một khay khổng lồ này luôn. Đây. Em sẽ đo kích thước cho bác xem. Con này thì khay của nó, chiều rộng của nó sẽ là vào là 30 cm nhá. Đấy, 30 cm này. Chiều rộng 30 cm. Đấy, khay này rộng là 30 cm nhá, rất là đẹp luôn. Hình hoa văn, hoa lá cành này, chấm hết đầy con dết luôn. Siêu đẹp luôn các nhá, siêu đẹp luôn. Đó, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Khá là dày dẫn chắc chắn luôn và rất là đẹp này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 700.000. 700.000 cho một bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy, giá rất hợp lý nhá, các bác có thể mua để trưng bày này. Con này thì kích thước chiều phủ bì của nó sẽ là 18 này và chiều cao của nó thì nó sẽ là 26 này, 26, còn cái phần của cái chuyên này thì vào khoảng là 11 12 cm. Đó, đây là em đo kích thước, nó rất là cơ bản cho các bác sử dụng luôn. Đấy, rất là ngon. Con này các bác có thể dùng đựng nước lọc để uống này, hoặc là các bác có thể là đựng trực tiếp pha trà này. Hoặc là em thấy tốt nhất là các bác cứ rót rượu ra. Đấy, có khách có khứa đến các bác rót rượu ra đây uống thì rất là tuyệt vời luôn. Cái chén này thì chiều cao của nó sẽ là vào 6 cm và chiều rộng của miệng là 5 cm nhá. Đấy, thiết kế khá là cân đối và hài hòa luôn. Đấy, khá cân đối hài hòa luôn và rất là đẹp nhá. Và giá thì sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên hoàng gia như này. Lên mã giúp cho em là bộ chuyên hoàng gia. Đấy, bộ chuyên hoàng gia, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 700k nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác bộ chuyên mạ vàng này. Bộ chuyên mạ vàng. Bộ này thì nhỏ hơn một chút và giá thì cũng rất là hợp lý cho bác luôn. Bộ này bao nhiêu nhỉ? Bộ chuyên mạ vàng nhá, giá sẽ là 450.000. Chiều cao của cái chuyên này thì sẽ là 21-22 cm và chiều rộng phủ bì của nó sẽ là 12 cm nhá. Đấy là cái chuyên này. Đó, đây là cái chuyên. Còn lại là cái chén thì đây nó sẽ có cho các bác là 6 chén. Đều là hàng mạ vàng hết nhá. Mạ vàng hết. Rất là đẹp luôn. Đây. Mạ vàng 18 carat nhá. Rất là đẹp này. Đấy, mạ vàng 18 carat cho các bác luôn. Siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, chất liệu của nó thì là
bằng hợp kim rồi. Đấy, cho nên là các bác yên tâm nhá, hợp kim mạ vàng hết, cho nên các bác yên tâm. Đấy, đây là cái khay của nó này, khay của nó cũng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác có thể dùng mình để ở phòng khách để các bác trưng bày này, hoặc là để trong tủ kính này, rất là đẹp luôn. Hoặc các bác có thể dùng trực tiếp để mình có khách có khứa thì mình uống trà này, hoặc là uống rượu, các bác cứ châm rượu vào đây, mình rót ra rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rót ra mời khách rất là tuyệt vời luôn và rất là đẹp các bác này. Đấy, màu sắc của nó rất tuyệt vời luôn. Lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá. Bộ chuyên mạ vàng. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000 cho một bộ chuyên mạ vàng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là chuyên mạ vàng, giá sẽ là 450.000. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là chuyên mạ vàng này, đó, chuyên mạ vàng. Chuyên chén mạ vàng nhá, chuyên chén mạ vàng. Đấy, giá của nó sẽ là 450k nhé, 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng đây. Đấy, còn cái bộ chuyên hàng da này thì giá sẽ là 700.000 nhé, 700.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hũ đựng chè nhé. Thì nó sẽ là có một hũ là loại là hai lạng thì nó sẽ có hai màu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu vàng và mạ đồng. Đấy, một mẫu là mạ vàng và một mẫu là mạ đồng nhé. Đó, thì tùy theo các bác này. Đấy, mẫu này thì của nó sẽ là bình chè vàng 2 lạng, giá sẽ là 240.000 nhá. Lên cho em là bình chè vàng 2 lạng, giá sẽ là 240.000. Con này thì đựng được 2 lạng chè, rất là đẹp luôn. Đựng được 2 lạng chè các bác nhá. Bình chè vàng 2 lạng, đựng được 2 lạng chè. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bình chè đồng nhá. Bình chè đồng 2 lạng. Con này thì giá sẽ là 230.000 nhá. Đó. Bình chè đồng 2 lạng này, đó. Lên cho em là chè đồng này, đó. Chè đồng 2 lạng, giá sẽ là 230k nhá. 230k, còn con mạ vàng là 240.000, còn con đồng này sẽ là 230.000 nhá. Đấy, con này thì nó sẽ đựng được 2 lạng chè. Đó, chè đồng 2 lạng, giá sẽ là 230.000 nhá. Đấy, hai con đều như nhau, rất là đẹp luôn. Nó chỉ khác nhau là một con là mạ đồng và một con là mạ vàng. Một con là mạ đồng và một con là mạ vàng. Các bác có thể mua cả hai để mình sưu tầm trưng bày. Đó, hoa văn các kiểu con là điểu như nhau, đều là hoa hồng hết, thiết kế cực kỳ là đẹp, tao nhã các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có hai loại như này. Đó, thì bình trà chè đồng 2 lạng thì sẽ là 230.000. Đấy, còn chè vàng 2 lạng này, chè vàng 2 lạng thì sẽ là 240.000 nhá. Chè vàng 2 lạng sẽ là 240.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bình chè cỡ to. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng, giá sẽ là 290.000. 290.000 cho một con bình chè 4 lạng như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó thì lô này hàng về nó sẽ là hoa văn hình cá chép như này nhá. Hoa văn hình cá chép như này, rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây, hoa văn hình cá chép này, rất là đẹp luôn. Cá chép rồi mâm hoa quả này, rất là tuyệt vời luôn. Đó, hoa văn của nó rất là đẹp. Đây, chữ của nó toàn bộ là chữ Nhật hết này, toàn bộ là chữ Nhật hết. Rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, chất liệu của nó là 100% là bằng hợp kim hết nhá. Bằng hợp kim mạ đồng hết, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới, nắp giòn của nó cực kỳ là kín luôn. Nắp giòn của nó, ren riếc của nó xoáy cực kỳ là kín nhá. Các bác đựng trà thoải mái luôn đây. Xoáy kín khít lịt luôn. Đấy, cái tóc không đút vào vừa nhá. Giá thì sẽ là 295.000. Lên cho em là bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng này. Đó. Bình chè 4 lạng, bình chè này, bình chè 4 lạng giá sẽ là 295k nhá. 295.000 cho con bình chè 4 lạng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khay giấy nhá. Các bác lên cho em là khay giấy này. Đấy. Khay này thì các bác chuyên để mình đựng giấy ăn này, rồi các cái loại giấy mình sử dụng hàng ngày ở trên bàn ăn hoặc là trên bàn uống nước đều được. Các bác có thể để bàn ăn hoặc bàn uống nước hoặc là trong phòng khách, phòng ngủ đều được hết nhá. Để mình để thì vừa trang nhã, vừa lịch sự, vừa sạch sẽ. Có nam châm ít luôn, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Giá thì cái bình chè cái khay giấy này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là khay giấy nhá, khay giấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là 24 cm. Chiều cao thì sẽ là 9 cm và chiều rộng là 13 cm nhá. Lên cho em là khay giấy, giá sẽ là 230.000. Các bác lên cho em là khay giấy này. Đó, khay giấy nhá. Giá của nó sẽ là 230k. Kích thước của nó sẽ là 23, dài rộng 23 x 13 x 9 nhá. 23 x 13 x 9 cm. Đó, và giá sẽ là 230.000. Bao ship tận nhà cho một cái khay giấy như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác một số cái mã đồ siêu tầm nữa. Đó là bật lửa nhá. Thì đầu tiên em lên cho các bác cái bật lửa điện. Con này thì bên em gọi nó là bật lửa điện nhá. Giá sẽ là 80.000. Con này thì có sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần bật này nó sẽ lên thôi. Đó, cháy đây. Lên cho em là bật lửa điện hình cây tú rất là đẹp này. Đấy.
hoặc các bác lên cho em là bật lửa tú cũng được, bật lửa tú nó hình cây tú như này mà. Đấy, cho nên là lên cho em là bật lửa tú nhá, giá sẽ là 80.000 cho con bật lửa tú như này đó. Lên cho em là bật lửa cây tú này, bật lửa cây tú nhá. Đấy, cây tú giá sẽ là 200 giá sẽ là 80k nhá, 80.000 cho con bật lửa cây tú này thôi. Đấy, bật lửa cây tú hoặc bật lửa điện. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu bật lửa đồng hồ, thì nó sẽ có là một loại là bật lửa đồng hồ không và một loại là bật lửa có kèm đồng hồ và la bàn. Đấy, thì bên shop sẽ chia ra làm hai tên, đó là cái con này thì bật lửa nguyên đồng hồ thì em gọi nó sẽ là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Con này về nhà các bác tự bơm ga cho em và giá cũng chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000. Lên mã giúp cho em là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ này, bật lửa đồng hồ. Đấy, tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Đó, tự bơm ga giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bật lửa đồng hồ như này. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em đây. Em viết tiếng Việt rất là rõ luôn và có nói cả tiếng Việt luôn. Về nhà các bác tự bơm ga nhá. Đồng hồ chạy bình thường này. Đồng hồ đang chạy các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy, các bác nhìn kim chưa? Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đó. Và các bác chỉ cần là bật này. Đấy, về nhà bơm ga vào cho em, bật này thì nó sẽ có đèn pin lên này. Đấy, đèn pin lên để các bác xem giờ ban đêm rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100.000, về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con bật lửa khác nữa, đó là bật lửa la bàn. Con này thì cũng chạy bằng ga và về nhà các bác cũng tự bơm ga giúp cho em. Đó, con này thì vừa là bật lửa này, vừa là la bàn này, và về nhà các bác có thể treo vào móc khóa được luôn. Đó, treo móc khóa được luôn nhá. Đánh lửa tự động con này. Đấy, đánh lửa tự động. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Tự bơm ga vào cho em nhá. Đây, bơm ga đít này. Đấy, rất là đẹp ngon lành cho các bác này. Đồng hồ cũng chạy bình thường nhá. Đấy, đồng hồ đang chạy này các bác này. Đồng hồ đang chạy bình thường các bác thấy không? Đó, có cả la bàn luôn, có cả móc khóa này. Về nhà các bác có thể làm móc khóa này và có cả tính năng là khui bia nhá. Móc khóa, khui bia, la bàn, đồng hồ. Đấy, 1 2 3 4 5 chức năng cho một con bật lửa đồng hồ bật lửa la bàn như này. Lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Bật lửa la bàn giá sẽ là 120.000 nhá. Bật lửa la bàn này. Bật lửa la bàn nhá. La bàn giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho một em bật lửa kèm la bàn như này. Đấy, có con la bàn này luôn. Có cả khui bia, có cả móc khóa, có cả đồng hồ. Bật lửa la bàn giá sẽ là 120.000 cho con bật lửa la bàn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai con bật lửa, bật lửa ngọc nhá. Các bác lên trên là bật lửa ngọc, nó sẽ là màu vàng và màu bạc và nó sẽ là có hình viên ngọc như này, có hình viên ngọc như này nhá. Đấy, nó sẽ có ngậm một cái viên ngọc màu đỏ rất là đẹp như này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng gọi là về nhà các bác cho xăng thơm vào nhá, cho xăng thơm hoặc là cho dầu diazen vào cũng được. Đó, bác nào có xăng thơm thì cho xăng thơm, hoặc các bác cho ra ngoài cây xăng các bác mua tí xăng thường cũng được, cũng cháy bình thường hết nhá. Đó các bác, hoặc là bác nào dân chơi thì các bác biết rồi. Hình con rồng rất là đẹp, một con thì là mạ vàng 18 carat và một con là mạ bạc nhá, một con là mạ bạc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc màu vàng hoặc màu bạc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Bật lửa ngọc màu vàng hoặc màu bạc nhá. Giá của nó sẽ là 130.000 thôi. Đó, các bác lên cho em là bật lửa này. Bật lửa ngọc này, đó. Bật lửa ngọc nhá, nó sẽ là có màu vàng màu bạc. Giá sẽ là 130k. 130.000 cho một con bật lửa như này. Các bác có thể bảo là cho tôi con màu vàng hoặc cho tôi con màu bạc đều ok hết nhá. Đó, rồi, ok các bác. Hello các bác nha, nay thì bên shop lại tiếp tục về một số mã hàng, em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bơm cây này. Đấy, thì cũng lưu ý các bác luôn là đây là một trong những cái sản phẩm nó tương đối là cồng kềnh. Đóng gói thì mất tiền ship rất là nhiều, con này bên em phải mất khoảng 50.000 tiền ship cho một cái bơm cây như này. Cho nên là lưu ý các bác là khi các bác đặt hàng là phải cân nhắc cảm thấy là đúng nhu cầu, mục đích sử dụng và công năng thì các bác hãng đặt, để tránh cái việc là bom hàng, tại vì là cái bơm như này nó rất là cồng kềnh, mang đi mang về rất là nặng và mất công mất thời gian. Cho nên là các bác lưu ý cho em, đóng gói nó rất là mất công. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Kiruto, hàng nội địa của Nhật nhá. Và con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn, một con bơm cây rất là chất lượng như này. Đây, đầu vòi bơm đây,
Con này các bác có thể bơm xe đạp, xe máy thoải mái nhá, bơm xe đạp, xe máy thoải mái luôn. Và có báo hơi không nhá, có báo công suất cho các bác luôn. Đấy, đây, nó sẽ có báo công suất các bác này, đây. Đấy, và con này thì nó là tương đối là khỏe và rất là đẫy hơi nhá, có đồng hồ báo nhá, có đồng hồ báo rất là tiện. Và bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy, bơm rất là khỏe và đẫy hơi luôn nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây, rất là đẫy hơi luôn nhá, có đồng hồ báo nhá, có đồng hồ báo. Con này thì các bác có thể bơm xe đạp, xe máy, kể cả bơm ô tô cũng ok. Đấy, bơm ô tô cũng ok luôn. Hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Kiroto này, Kiroto made in Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thân bơm của nó thì bằng inox nhá, thân bơm bằng inox như này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Đấy, chân bơm rồi phao phiếc các thứ rất là ngon luôn. Lưu ý các bác là cái này nó rất là cồng kềnh, cho nên là các bác cân nhắc trước khi đặt hàng. Mình bây giờ là người lớn rồi, mua bán nó cũng phải là gọi là văn minh, lịch sự. Đấy, cảm thấy là có nhu cầu thực sự thì các bác hãng đặt mua, còn không có nhu cầu thì thôi, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác à lê không nhận không nhá. Đấy, thì em nói thẳng cho luôn, tại vì cái hàng này nó rất là cồng kềnh. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo tôn trợ lực nhá. Lên mã cho em là kéo tôn trợ lực, nó sẽ là một con kéo chuyên để cắt tôn rất là xịn sò luôn các bác. Đấy, chuyên để cắt tôn rất là xịn sò luôn. Thì con này nó sẽ có cho các bác là một cái phần như này, khi mà các bác cắt thì cái đây, ví dụ em đây tượng trưng đây nó là miếng tôn nhá, khi bác cắt thì cái miếng tôn nó sẽ nằm ở dưới này, và các bác cứ đẩy tay đi bình thường, đây tay em đang đẩy đi đây. Đấy, nếu như một cái kéo mà không nghiêng 45 độ như này thì cái miếng tôn nó sẽ đẩy thẳng lên tay như này, thì các bác khó thể có thể cắt được. Nhưng mà con này thì nó rất là gọn các bạn, rất là gọn luôn. Đó, lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 160.000 cho một con kéo tôn trợ lực như này thôi. Đó, lên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 160k. Đó, kéo tôn trợ lực này, kéo tôn trợ lực. Chỗ em nó đang hơi bị mưa, nó hơi ồn nhá, các bác có thể chỉnh cái âm lượng của mình lên nhá. Kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160k nhá, 160.000 cho con kéo tôn trợ lực như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm cũng rất là hay, đó là cái đồng hồ kìm nhá. Có lên theo là đồng hồ kìm. Đó, đồng hồ kìm đo điện. Con này thì để các bác đo điện này, rồi đo thông mạch này, rồi đo dây điện các thứ rất là ok luôn. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ đo điện nhá, đồng hồ đo điện đi cho nó dễ. Đấy, đồng hồ đo điện. Đây, thì nó sẽ có cho các bác là hai cái giắc cắm như này, một viên pin của hãng này, đấy, PL này các bác này. Đó. Và một con đồng hồ kìm như này, con này rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Đấy, 230.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra, đấy, đo thử và thanh toán nhá. Hàng của hãng chất lượng thì thôi rồi luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Kabushi này, Kabushi của Nhật nhá. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Con này thì nó có thể là đo ohm này, đo ampere này, đo điện trở này, đo các loại đo luôn nhá, đo ACD này, đo DC này. Đó. Lên cho em là đồng hồ đo điện nhá, đồng hồ đo điện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ đo điện nhá. Đấy. Các bác lên đúng tên mã sản phẩm giúp cho em. Đó. Lên mã giúp cho em là đồng hồ này, đồng hồ đo điện này, đo điện. Giá của nó sẽ là 230k. 230.000 cho con đồng hồ đo điện nhá, đồng hồ đo điện 230.000. Hôm nay thì bên shop còn một cái con đèn dầu nữa, à một cái con đèn đèn thờ này, các bác lên xem là đèn thờ này, còn một con duy nhất này. Bán thanh lý xả kho cho các bác giá chỉ có 10.000 cho một con đèn thờ này thôi. Đấy, còn một con duy nhất bán thanh lý xả kho cho các bác. Đấy, 10.000 các bác nhá, 10.000 cho một cái con đèn thờ như này, rất là đẹp các bác này. Đấy. Nó sẽ có sẵn pin rồi, về nhà các bác chỉ bật lên cho em là xong. Đó, nháy này, giống như kiểu là đèn dầu luôn nhá. Đó. Lên mã cho em là đèn thờ. Con này thì bên shop thanh lý nốt cho bác với giá là 10k nhá. 10k cho con đèn thờ này thôi. Nha. Để lên. Đến bàn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái búa nhá. Đấy. Thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Asahi của Nhật này. Asahi của Nhật thì bên shop sẽ có hai loại. Con bé này thì bên em gọi nó là búa A1 này. Con to này thì sẽ là búa A2. Đấy, con bé này là A1 và con to là A2. Thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Đấy, con bé A1 này thì A1 bé này thì sẽ là 80.000. Đó, A1 bé này. Đó, A1 bé sẽ là 80k nhá, 80k. Đó, A1 bé 80.000. Và các bác lên cho em là A2 to 130.000. A2 to
130k nhá, 130.000. Đó. Thì con này chiều dài của nó vào khoảng là 30cm và nặng khoảng 6-7 lạng. Cán của nó bằng thép, có bọc nhựa, cầm nắm cực kỳ êm ái và chắc chắn. Đó. A1 bé, A2 to. Đó. Còn con A1 này thì nó sẽ là dòng bé này. Đấy. Con này thì nặng khoảng là, con này thì nó sẽ là nặng khoảng 3-4 lạng. Đấy, chiều dài khoảng 25cm. A1 bé này thì sẽ là 80.000. 80.000 cho con A1 bé nhé. Đấy, còn con A2 to này thì sẽ là 130.000 nhé. 130.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Súp tiếp tục về cho các bác cái con gà tàn Thiên Nga nhé. Bên mã xem là gà tàn Thiên Nga. Con này thì bên Súp đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 cho một con gà tàn Thiên Nga như này. Sản phẩm thì chất liệu của nó sẽ là hàng hợp kim mạ đồng nhá. Hàng của nó sẽ là dòng hợp kim mạ đồng, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn và tiện ích luôn, rất là đẹp các bác này. Đấy. Các bác có thể để trang trí phòng khách, phòng ăn. Đấy, rồi để dùng làm gà tàn luôn hoặc là để làm đồ sưu tầm trang trí cũng rất là đẹp. Con này thì nó được mạ đồng nhá, mạ đồng tới vào khoảng là 20% đồng luôn. Mạ tới 20% đồng cho nên là nó rất là dày dẫn chắc chắn. Và giá thì bên Súp đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có 190.000 thôi nhá. 190.000 cho con Thiên Nga gà tàn như này. Lên cho em là gà tàn Thiên Nga, giá sẽ là 190k nhá. 190.000. Đó. Lên cho em nó là gà tàn Thiên Nga này. Gà tàn này. Gà tàn Thiên Nga. Gà tàn Thiên Nga giá của nó sẽ là 190k. Đó. Tiếp theo thì bên Súp có về cho bác cái lô đó là cái tai nghe iPhone nhá, tai nghe hàng của thương hiệu iPhone. Đấy, dòng này của nó sẽ là iPhone Pro này, EarPods Pro nhá, hàng của thương hiệu iPhone nhá, quả táo này. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, design by in California nhá. Đấy. Hàng thì sẽ là sản xuất tại Nhật các nhá, sản xuất tại Nhật đây. Đấy, made in Japan các này. Đó, made in Japan. Đó, sản xuất tại Nhật. Ở đây thì nó sẽ là một đôi tai nghe như này. Đó, rất là tiện ích cho bác nhá. Tai nghe kèm đốc sạc luôn. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là cả một cái cáp sạc và 4 cái miếng mút nhá. Một cáp sạc và kèm thêm cho các bác là 4 cái miếng lót tai như này. Đây cái cáp sạc của nó đây. Đó, một cáp sạc kèm thêm 4 cái lót tai nữa để cho các bác có thể nghe. Đó, nó rất là tiện dụng nha. Tai mình vừa khẩu độ nào thì mình cho vào cho em. 4 miếng mút luôn, 4 miếng lót tai, một cáp sạc và một máy tai nghe. Và giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho con tai nghe như này. Hàng nội địa của Nhật này, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, made in Japan các bác nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Và cái giá thì bên Súp cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Rất hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là tai nghe không dây nhá. Đấy, tai nghe không dây. Giá sẽ là 160.000. Đó. Lên mã cho em là tai nghe không dây này. Tai nghe không dây. Đấy, không dây giá sẽ là 160k. 160.000 cho con tai nghe không dây các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Súp tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ba thớt kháng khuẩn nhá. Đấy. Bộ ba thớt kháng khuẩn. Giá thì bên Súp đang gửi tới bác cái giá đó là 55.000 nhá. 55.000 cho một bộ ba chiếc thớt như này. Thớt này của nó thì nó sẽ là dòng thớt nhựa nhá. Đấy. Thớt nhựa kháng khuẩn. Đấy, con này thì rất là đẹp luôn. Đây, nó sẽ có 3 chiếc các nhá, sẽ có 3 chiếc như này. Đấy, thớt bằng nhựa kháng khuẩn. Thì con này các bác dùng để thái đồ ăn chín các thứ hoặc là làm đồ ăn rất là ok. Thì nó sẽ có 3 con với lại 3 kích thước khác nhau. Đó, con to nhất thì của nó, con to nhất này sẽ là 35 25 này, một chiều 35 một chiều 25, khá là to luôn. Con nhỡ này thì một chiều 30 nhá, một chiều 30 20. Đấy, một chiều 30 20. Và con nhỏ này của nó thì là sẽ là 15 20 nhá, 15 20. Thì combo của nó một bộ như này sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ 3 thớt kháng khuẩn nhá, bộ 3 thớt kháng khuẩn. Bộ 3 thớt này. Bộ 3 thớt kháng khuẩn giá sẽ là 55k. 55.000 cho 3 cái thớt, quá rẻ luôn các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là Nai Bên Súp tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn dầu các bác nhá. Đấy, đèn dầu thì đây nó sẽ là một con đèn hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Con này rất là đẹp các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ là
bằng thép và màu sơn của nó sẽ là sơn giả đồng như này, sơn giả đồng này. Đấy, bằng thép sơn giả đồng rất là đẹp luôn. Ở đây thì có cái lẫy này, về nhà các bác xoáy ra, các bác xoáy cái này ra, sau đó thì các bác đổ dầu vào đây cho em, cái này nó khá là chặt. Đấy, khá là chặt luôn đây. Đấy, về nhà các bác xoáy cái bấc này ra nhá, đổ dầu vào đây cho em nhá. Xoáy cái này ra đổ dầu vào đây này. Đấy. Còn ở đây thì các bác cái bấc này các bác có thể nâng lên tụt xuống này, đó. Và khi các bác dọi thì khi các bác châm dầu thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, khi các bác châm dầu thì rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là kéo cái lẫy này lên này. Đấy, sau đó nghiêng cái này đi, các bác châm dầu vào đây cho em. Đấy, châm lửa vào là xong. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì nó là về nhà các bác tự cho dầu vào đây, mình sẽ cho dầu dầu đốt ấy, dầu đốt hoặc là dầu chạy công nông là nó sẽ đốt được các bác nhá. Đấy. Lên mã cho em là đèn dầu, giá sẽ là 135.000 nhá. Đó. Lên mã cho em là đèn dầu này. Đèn dầu giá của nó sẽ là 135.000. Rồi, ok các bác nhá. Đấy, lên cho em là đèn dầu, giá sẽ là 135.000 cho con đèn dầu như này. 135.000, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu nhá, hàng của thương hiệu Zandu. Đó, con này thì các bác lên cho em là máy cạo râu Zandu. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác rồi, sẽ kèm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy này, và nó sẽ có cho các bác là cái này để tăng đơ, khi mà râu dài thì các bác tăng đơ cho em này. Đấy, cái phần này để các bác đẩy ra cắm sạc trực tiếp điện 220V này. Đấy, 50Hz điện 220V và công suất của nó sẽ là 3W, sử dụng liên tục trong vòng từ 8 đến 16 tiếng nhá. Đấy, liên tục trong vòng từ 8 đến 16 tiếng này. Ở đây thì nó sẽ có cái phần tăng đơ này, thì râu dài thì các bác dùng cái phần tăng đơ này cho em. Sau đó thì mình đẩy cái tăng đơ này xuống, mình dùng để cạo râu, thì đây, cái phần này sẽ là cạo râu này. Các bác nghe cái tiếng râu em cạo nó đứt là các bác cảm nhận được nhá. Đấy, bác thấy không? Đây, râu nó đứt này. Đấy, râu nó đứt rất là mạnh luôn các bác nhá. Đó, giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. Râu nó đứt nó bong ở đây các bác này. Đấy, đây các bác này. Đây, râu nó đứt này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, râu nó đứt đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em là máy cạo râu Zandu 90.000. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả màng cả lưỡi nữa. Nếu bác nào lấy thêm màng và lưỡi thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một bộ, bao gồm cả màng cả lưỡi. Thì đây nó sẽ là cái phần màu vàng này là sẽ là cái màng này. Còn đây nó sẽ là lưỡi này. Đấy, cái phần màu vàng này là cái màng nhá, cái màng này. Và cái phần này nó sẽ là cái lưỡi đây. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái bộ cả màng cả lưỡi nhá. Các bác lên cho em là máy cạo râu Zandu. Đó, máy cạo râu Zandu. Giá của nó sẽ là 90.000. Đấy. Máy cạo râu Zandu này. Máy cạo râu này. Zandu nhá. Đó. Zandu giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Còn màng cộng với lưỡi này. Màng cộng lưỡi thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái bộ màng cộng lưỡi như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sen cao su nhá. Con này thì các bác vừa dùng để làm sen tắm, vừa dùng để massage, thư giãn cho cơ thể rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ là một con sen cao su như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan con này, chữ khắc chìm trên thân luôn. Ở đây thì nó sẽ có cơ chế là đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trên tay như này luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy. Thứ nhất là có cơ chế đóng ngắt trên tay này, rất là tiện luôn. Đó. Có thể dùng đóng ngắt trên tay. Đấy, điều khiển tăng giảm áp lực nước cực kỳ là tốt luôn nhá. Và có cái đầu cao su để giúp các bác massage cơ thể này, và có các cái chế độ điều chỉnh này. Đấy, nước 1, nước 2, nước 3, nước 4 tùy theo. Và có dây cho các bác luôn nhá. Dây thì dài khoảng 1m2 nhá. Đấy, trọn bộ như này. Các bác lên cho em là sen cao su nhá, dùng để tắm massage kỳ cọ này rất là tốt luôn. Khi tắm thì các bác massage cho cơ thể kỳ cọ được luôn. Giá sẽ là 130.000 nhá. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dòng vòi sen như này rất là tiện này. Khi tắm thì các bác có thể kỳ cọ vệ sinh này. Đấy, và rất là nhiều cái chế độ xịt khác nhau, nó cũng giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, rất là khỏe nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý các bác này. Một cái sen tắm cao su như này giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen tắm cao su này. Đó, sen tắm này. Sen tắm cao su. Giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho cái bộ sen tắm cao su như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì giá chỉ có 40 cành thôi và sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn. Một hộp của nó là 50 miếng và giá có 40.000, tính ra chưa đến 1.000 cho một miếng này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng dán, kèm thêm cho các bác là
50 gói thuốc. Đấy. 50 gói thuốc như này. Mỗi bịch này của nó bao gồm là 2 gói. Các bác bóc qua cho em. Đó, bóc qua cho em này. Đấy, sau đó thì sẽ có cho các bác là 50 cái miếng dán như này. 50 cái miếng dán như này. Về nhà thì các bác bóc cái phần giấy băng dính này ra. Đó, bóc cái băng dính này ra cho em. Sau đó thì các bác sẽ đặt cái phần gói thuốc này lên. Gói thuốc đặt lên thì lưu ý các bác là đặt cái phần chữ này vào cái phần dán nhá, đặt phần chữ vào phần dán. Đấy, quay phần chữ vào phần dán như này. Sau đó thì các bác dán luôn lên cái gan bàn chân này cho em. Đó. Cái này thì các bác khuyến khích các bác là nên dùng ban đêm nhá. Thế ban đêm mình đi ngủ này thì cái phần cơ thể bàn chân mình nó sẽ được thư giãn và nó sẽ mồ hôi nó ra và nó sẽ hấp thụ cái các loại thuốc vào đây, các loại thuốc vào đây và nó sẽ thải cái độc của gan bàn chân đi rất là tốt. Gan bàn chân là một trong những cái huyệt đạo cực kỳ là nhiều, rất là nhiều huyệt đạo và nhiều các cái phần rất là quan trọng để giúp cho máu huyết lưu thông nhá. Đó thì một cái bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 gói. Đấy, 50 gói các bác dùng được nếu các bác dùng hai chân là được 25 lần. Dùng hai chân là được 25 lần nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là thải độc chân nhá, thải độc chân. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thải độc chân. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đấy, về nhà các bác dán bên này cho em. Đó thì là đây các bác dán theo cái chiều dọc như này. Đấy, theo chiều dọc gan mặt chân như này là ok nhá. Đó. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thải độc chân. Thải độc chân. Thải độc chân giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp này thôi. Giá chỉ có 40.000 cho một hộp thải độc chân như này thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác này khi mình dán xong mình bóc ra là nó sẽ như này các bác này. Nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, bóc ra sau đó thì mình dán vào. Đấy, dán vào cái gan bàn chân như này cho em. Đó, sau đó thì đến sáng dậy thì mình bóc nó ra. Đó, và nó sẽ giúp cho cái máu huyết được lưu thông. Đấy, rất là tốt cho cái bàn chân của mình nhá. Đấy, khi bóc ra nó sẽ như này này. Bóc ra nó sẽ đen xì như này. Đấy, rất là tốt cho bác luôn. Miếng dán thải độc chân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chậu thớt nhá. Cái này vừa làm chậu vừa làm thớt được luôn. Đó thì rất là tiện, các bác ấn xuống như này cho em này. Ấn này cho em thì nó sẽ làm một cái chậu này để các bác rửa rau rồi vệ sinh các thứ rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái van như này để các bác có thể xả nước trực tiếp ở trên chậu luôn. Xả nước trực tiếp trên chậu nhá. Đấy, các bác có thể đậy nắp vào này. Đấy, hoặc đẩy ra này, đẩy ra. Nó rất là tiện, nó có giòn nhá. Đấy, các bác có thể xả nước trên chậu được luôn. Và con này thì nó rất là tiện dụng nhá. Khi các bác đẩy lên thì nó sẽ làm một cái thớt như này. Thì các bác dùng để thái rau rồi nói chung là làm hết các công việc đều được hết nhá. Lên cho em là thớt chậu nhá. Đấy, thớt chậu. Thớt chậu, con này thì đang bán là bao nhiêu nhỉ? Đang bán là 70.000, đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn là 50k nhá. 50.000 bán xả lỗ luôn. 50k cho một cái thớt chậu như này. Vừa là thớt vừa là chậu luôn. Đấy. Thì khi các bác đẩy ra xuống như này, đẩy xuống như này nó sẽ làm cái chậu để cho các bác dùng để mình rửa rau này rồi là nói chung là làm các công việc đều được hết nhá. Hoặc là bác nào hay có thói quen là ngâm chân thì mình dùng con này để mình ngâm chân cũng được, nó rất là tiện. Dùng xong thì mình lại đẩy lên như này cho em. Đó, sau đó thì mình dựng gọn lên cho nó khô khao là được nhá. Lên cho em là thớt chậu, giá sẽ là 50.000 cho một cái thớt chậu như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục con thớt chậu này thì kích thước chiều dài của nó thì nó tính phủ bì thì nó vào khoảng là 35-37 cm, chiều ngang thì khoảng 30 cm nhá. Đấy là tính phủ bì các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Toshiba nhá. Hàng của thương hiệu Toshiba đây. Lên cho em là sấy tóc trắng nhá, sấy tóc trắng hàng của Toshiba này, rất xịn sò cho bác luôn. Công suất của nó là 1200W. Đấy, điện 220V. Con này về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em, sau đó thì mình lúc nào mình dùng thì mình chỉ đẩy công tắc lên cho em là xong thôi. Hàng của Toshiba nhá. Cực kỳ chất lượng luôn và dây giãn theo kiểu dây điện thoại như này. Các bác có thể kéo dài tùy ý, các bác chỉ cần để trên bàn này hoặc là nó có một cái phần ốc vít đây. Các bác treo lên cái khu vực nhà tắm cho em. Đấy, nó sẽ hít như này thì các bác cứ treo dọc lên cái phần nhà tắm như này này. Đấy, treo lên nhà tắm như này khi hoặc là treo lên tường lúc nào mình dùng thì mình lấy xong đó mình lại sập vào như này cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là sấy tóc trắng nhá, sấy tóc trắng hàng của Toshiba. Đó. Sấy tóc trắng giá sẽ là 300.000. Một con máy sấy tóc như này rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Sấy tóc trắng này. Sấy tóc trắng giá của nó sẽ là 300k nhá. 300.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đèn năng lượng 3 cánh.
thì nó sẽ là một con đèn pin rời như này, đèn pin rời như này, có kèm cho các bác là một cái điều khiển này và một con đèn ba cánh này rất là tuyệt vời luôn, siêu sáng luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình di chuyển đi, để mình dùng để ăn cơm ăn nước này, hoặc là làm đồ làm nghề hoặc sửa chữa, rất là tiện. Đẩy cái này lên cho em này, rất là sáng luôn và có điều khiển từ xa như này nhé, có điều khiển từ xa như này. Đấy, tắt đi này, bật lên này, có cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng nhá, và không có người đi đến thì nó sẽ lại tắt nhá, rất là tiện luôn. Đấy, bật lên tắt đi này, bật lên này, có chế độ sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này, tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng các bác nhé. Con này các bác dùng để ăn cơm ăn nước này, hoặc là dùng để lấy ánh sáng trực tiếp ở các không gian đều ok hết nhá. Đó, và nó sẽ có cái chân cắm sạc cái này các bác này. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác luôn, thì các bác cắm năng lượng mặt trời vào cái này cho em. Đó, lưu ý cho các bác là cái này thì khi mà mình cắm sạc vào là nó sẽ tắt đèn, cho nên là khi các bác dùng thì để cho em ở cái vị trí thấp, và con này nó có tác dụng dùng để di chuyển được, cho nên nó rất là tiện. Lên cho em là đèn năng lượng ba cánh, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 nhá. Lên cho em là đèn năng lượng ba cánh, giá sẽ là 190k. Đó, đầy đủ cho các bác phụ kiện, ốc vít ốc viếc đầy đủ hết cho các bác luôn. Đèn năng lượng ba cánh, giá sẽ là 190.000. Đấy, đèn ba, đèn năng lượng ba cánh này. Đó, lên cho em là đèn năng lượng ba cánh này, đèn năng lượng ba cánh nhá, ba cánh, giá của nó sẽ là 190k nhá, 190k cho con đèn năng lượng ba cánh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái mài gót chân các nhá, máy mài gót chân. Con này thì rất là tiện ích luôn, để các bác dùng để mình chà gót chân, để cho nó các cái gót chân của mình nó sẽ hồng hào và không bị thô ráp các nhá. Máy mài gót chân thì rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái viên pin đấy nhá, một cáp sạc à một xin lỗi các bác là một cáp sạc và một viên đá nữa, phụ cho các bác là một viên đá nữa. Đây, đẩy lên như này. Đấy, các cái phần tay chân các bác bị da khô nứt nẻ này, rồi là các cái phần gót tay gót chân các bác sử dụng con máy này các bác mài đi chưa, nó rất là tiện dụng. Đấy, khi các bác tắm xong này thì các bác mài chà đi chưa, đó, gót tay gót chân hoặc phần gan bàn tay bàn chân nhá. Đấy, các bác mài chà đi chưa, rất là ok luôn. Giá thì con này bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là một con máy mài gót chân như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Lên cho em là máy mài gót chân rất là tiện luôn, có kèm cáp sạc như này cho các bác về nhà các bác rất là tiện dụng khi mà sử dụng. Đấy, ngoài ra thì bên shop có bán thêm cả cái cao ngựa nữa, cầm cho anh lọ cao ngựa này, giá của nó sẽ là 30.000 cho lọ cao ngựa và con máy mài gót chân này là 100 nhá, 100. Đó, lên cho em là máy mài gót chân nhá, máy mài gót chân này, máy mài gót chân giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000 cho con máy mài gót chân như này. Và ngoài ra thì bên shop có bán thêm cái cao ngựa này, khi các bác mài xong thì các bác bôi vào cho em, nó rất là tiện ích luôn. Đó, mài xong thì các bác bôi vào cho em rất tiện ích nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ cao ngựa như này, các bác bôi lên. Đấy, bôi lên các cái phần da như này, nó sẽ giúp cho các bác là da nó sẽ tái tạo da và giúp cho phần da của mình nó sẽ mềm mại các nhá, mềm mại. Đấy, giữ độ ẩm cho da rất là tốt luôn. Lên cho em đó là cao ngựa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Giá của nó sẽ là 30k. Lên cho em là cao ngựa nhá. Đấy, nó sẽ là làm mềm rất là tốt luôn các bác này. Đấy, sẽ làm mềm da rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác dùng xong thì các bác bôi lên cho em để nó tái tạo giúp làm mềm da. Lên cho em là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100 và cao ngựa sẽ là 30.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo dán tôn nhá. Các bác lên cho em là keo 10. Đấy, bắt đầu miền Bắc vào mùa mưa bão hoặc là cả nước đang mưa bão rất là nhiều nhá, thì các bác dùng cái keo dán tôn này cho em nó rất là tiện. Bản của nó là 10cm, chiều dài thì khoảng là từ 5m trở lên. Đấy, trên dưới 5m nhá. Lên cho em là keo 10 này, keo 10, giá sẽ là 40k trên một quận như này nhá, 40.000 trên một quận keo 10 như này. Đấy, thì con này nó dán rất là tốt luôn, chịu được nhiệt độ cao nhá, từ âm 40 độ đến 7. Đấy, 700 độ C nhá, đến 110 độ C. Đấy, bám dính của nó rất là tốt luôn, lên tới 700% nhá, độ bám dính lên tới 700%. Chịu được nhiệt độ là 110 độ C lên tới âm 40 độ C, thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng. Bản 10cm thì các bác dán lên các cái phần mái tôn, phần bị thấm rột các bác nhá. Thì các bác này, ví dụ như là một cái thùng nó đang bị chảy như này, các bác chỉ cần bịt vào cho em là xong. Đó. Đây các bác thấy không? Dán giữ nước rất là tốt luôn, các bác thấy không? Đấy. Thì nền nhà rồi các cái phần tường hoặc là trần nhà bị thấm rột này. Đấy, các bác dùng cái keo dán tôn này dán lên cho em. Ở trong thì nó sẽ có một cái lớp màng mỏng, các bác bóc cái màng ấy ra trước, sau đó thì mình sẽ dán lên các cái phần bị thấm rột này, mái bằng này, mái tôn này, rồi là tường này, rồi nói chung là tất cả các vị trí đều ok hết nhá.
các bác chỉ cần dán lên cho em, đặc biệt là đang mùa mưa như này đấy, để nó thấm rột thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công trình nhà mình đó, và rất là bất tiện đấy. Mưa rột vào trong nhà thì các bác chỉ cần dán lên cho em là ok. Lên cho em là keo dán tôn, giá chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đuôi lò xo nhé. Các bác lên cho em là đuôi lò xo A này. Con này thì giá chỉ có 35.000 thôi, rất là tiện. Các bác chỉ cần là về nhà các bác cắm điện cho em, bật công tắc lên và xoáy bóng vào đây. Xoáy bóng vào đây cho em là xong. Đó, đuôi lò xo A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Có thể xoắn như này. Đấy, xoắn đảo vị trí các kiểu con này đều được luôn. Đó, xoay vòng như này để các bác đưa vào cái vị trí nào mình cần chiếu sáng nhá. Lên cho em là đuôi lò xo A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35k nhá. 35k thôi cho một cái đuôi lò xo như này. 35.000, rất rẻ và tiện dụng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sách nói nhá, sách nói. Đây là cái sách quý song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Các bác có thể dùng cho các bé cấp 1, cấp 2 đều sử dụng được hết nhá. Đặc biệt là mầm non và cấp 1 nhá. Đặc biệt là mầm non cấp 1, sách quý song ngữ cho trẻ em. Đấy, nó sẽ có hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt nhá. Con này thì bên shop bán nó sẽ là 110.000 và không kèm pin nhá. Về nhà thì các bác tự mua pin thôi. Còn cái này em chỉ lắp mẫu và để em review cho bác xem thôi. Đó, lưu ý các bác vậy, không đến lúc các bác lại bảo là sao không có pin. Đấy, cái này thì nó không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin giúp cho em. Đó, em bán là không kèm pin. Giá sẽ là 110.000 cho một cái sách nói như này. Về nhà các bác lắp pin thì lưu ý các bác là lắp đúng chiều cho em nhá. Lắp đúng chiều này. Đấy, sau đó thì mình bật lên này. Nó sẽ có cho các bác là hai phím này, một phím nguồn là màu vàng này. Phím nguồn màu vàng, còn cái phím khi các bác sử dụng trang nào thì mỗi trang nó sẽ có một cái phím của nó riêng. Đấy, phím nguồn của trang riêng. Đấy, tên lửa này. Đấy. Tiếng Anh rocket. Đấy, rocket tên lửa tiếng Anh. Đấy. Có ca nhạc này. Có câu hỏi này. Đấy, có đọc sách này. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái rồi biếng và cầu thả. Khi phải cái đấy sợi, chỉ có chân dẹt thôi. Chỉ mắc cái nút rồi là vào cả nắm sợi ném xuống đất. Cô có một người hầu gái làm ăn chăm chỉ, nhặt những quãng sợi vứt đi, đem giặt, xê lại và dệt từng một chiếc áo đẹp. Một chàng thanh niên hỏi cô gái rồi biếng làm vợ. Không có. Tối hôm làm lễ cưới, cô dâu. Đấy thì có đọc sách này, có tiếng Anh này, có tiếng Việt này, có ca nhạc này, xe đạp này. Đấy, tiếng Anh này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Và có rất nhiều chủ đề cho các bác nhé. Rất nhiều chủ đề cho các bác này. Rất nhiều chủ đề, rất nhiều ngôn ngữ này. Xe cộ này, sách vở này, quần áo này. Đấy, trái cây này, động vật này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là sách nói nhé. Sách nói, giá sẽ là 110.000 cho một quyển sách nói như này. Rất là tiện dụng, các bác có thể mua để làm quà cho các em nhỏ cũng rất là ok. Đấy, làm quà sinh nhật, ông bà mua cho cháu hoặc là bố mẹ mua cho con. Lên thì em là sách nói, giá sẽ là 110.000 nhá. Sách nói 110k, 110.000 cho cái quyển sách nói như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút thổi bụi điện nhá. Con này thì nó chạy bằng điện cho nên là em lên nó sẽ là hút thổi bụi điện. Và con này thì nó sẽ là cả hút cả thổi luôn. Đấy, và nó chạy bằng điện nhá. Công suất của nó thì con này thì trước em lên nó sẽ là hút bụi xanh nhưng mà nhiều khi lại nhầm. Đấy, hàng của thương hiệu Masika này. Masika hàng của Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Đấy, đây. Điện 220V, dung tích của nó sẽ là 1600 min trên phút nhá. Đấy, 2,3 khối. Đấy, và 650W, 650W hàng của Masaki, hàng của Nhật nhá. Thì con này cả hút cả thổi luôn. Đấy, cả hút cả thổi luôn. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Con này nó chạy bằng điện. Đấy, bên shop có cả loại chạy bằng pin và con này là chạy bằng điện cho nên là lên cho em là hút thổi bụi điện. Giá thì bên shop đang gửi tới đừng mài bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đây, con này thổi cực kỳ là khỏe luôn. Đây em sẽ test cho bác xem này, thổi này. Đây. Thấy không? Thổi tung dài lên luôn nhá. Thổi tung dài luôn các bác. Đấy, đây. Thổi cho bác xem này, tung dài luôn. Thổi tung dày luôn các bạn. Đấy, thổi rất là khỏe luôn. Khi các bác muốn dùng chế độ hút thì mình đảo chiều đi cho em nhé. Đấy, dùng chế độ hút thì mình xoáy cái này ra này. Sau đảo chiều vào đây. Đấy, đảo cái chiều này đi cho em. Đảo chiều này đi này. Đấy, là chế độ hút này. Và các bác lắp cái đầu hút này vào đây. Cái đầu hút này vào này. Đấy, là chế độ hút này. Đây, hút thì các bác cái này mình hút thôi. Hút rất là sạch luôn nhá. Đấy,
Con này thì nó sẽ chế độ vừa cả hút cả thổi nhá. Đấy. Cả hút cả thổi đây, cái phao của nó này. Đấy. Cả hút cả thổi luôn nhá. Đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hạt rẻ luôn. Bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá, chạy bằng điện. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác có thể mua về để thổi lá cây này. Nhà bác nào sân to nhiều lá cây này, hoặc các bác nào làm thợ làm nghề hay cần phải thổi bụi vệ sinh các kiểu thì các bác dùng con này cho em, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hút thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện này. Hút thổi bụi điện. Thổi bụi điện giá sẽ là 260.000. 260k. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con này nó sẽ là một cái sản phẩm rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó là cái giá inox nhá. Các bác lên cho em là giá inox. Con này thì các bác bắt vào các cái phần khu vực của cái vòi chậu rửa để mình đựng bú rác rồi khăn rửa bát các kiểu cho vào đây. Các bác bắt vào đây cho em này. Đấy. Các bác lắp vào cái đầu này cho em nhé. Đấy. Lắp thì mình sẽ lắp nó sập vào đây. Đấy, các bác lắp sập vào đây cho em. Đó, xoay đi cho nó sập vào đây. Lắp sập vào đây này, sau đó thì các bác xoáy cái phần đầu này vào này. Xoáy cái đầu này vào cái chậu rửa này. Chậu rửa rửa bát đũa đấy. Đấy, các bác xoáy vào đây cho em. Đấy là nó sẽ kết nối vào nhá. Rất là tiện dụng luôn. Thì con này các bác xoáy vào cái chậu rửa bát là ok nhá. Và cái vòi chậu rửa bát đây là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là giá inox nhá. Giá inox bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một cái giá inox như này. Cái này thì nhà nào cũng có chậu rửa bát và cũng bắt buộc phải có cái giá này để mình sử dụng nó rất là tiện. Đấy thì đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá inox nhá. Giá inox này. Giá inox bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k. 30.000 cho một cái bộ giá inox như này. Đây. Thì các bác nhá, nó sẽ là một cái giá như này rất là tiện dụng luôn này. Bình thường nếu các bác sử dụng thì nó sẽ vướng víu nhưng mà có con giá này rất là tiện. Các bác có thể để các cái đồ của chậu rửa bát rồi vắt khăn vắt chiếc đều ok hết nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy, lắp đặt thì nó đúng như trên video này thôi, rất là tiện. Thì các bác chỉ cần là cho vào sau đó thì mình bắt vào cho em này là xong. Đó, bộ sản phẩm của nó thì đầy đủ như này, về nhà các bác chỉ lắp đặt vào cho em là xong. Rất là tiện. Đấy, đây các bác xoáy ra này. Xoáy vào cho em này, sau đó thì mình để chậu rửa chiếc khăn chiếc các thứ. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Lên cho em là giá rửa bát nhá. Đấy. À, giá inox nhá, lên cho em là giá inox. Chỉ có 30.000 cho một con giá inox mà thôi. Đấy, bình thường các bác dùng như này thì nó rất là bẩn thỉu nhá. Nhưng mà đây, các bác chỉ cần xoáy vào, lắp vào cho em là xong này. Đấy, đặt các cái thứ lên rất là tiện luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 30.000 nhá, lên cho em là giá inox nhá, giá inox 30k. 30.000 cho một con giá inox như này. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Đây. Đấy, sản phẩm như này các bác này. 30.000 nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào cho em là xong. Đấy, xoáy vòi ra lắp vào cho em là xong. Lên cho em là giá inox 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá. Ép tỏi, hàng của thương hiệu Winling của Đức. Đây, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nó rất là đơn giản và tiện dụng nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Đây thì nó sẽ là một con ép như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác cho tỏi, cho tiêu, cho các loại hạt vào đây. Các loại củ quả ở đây mình ép này. Và cái đầu này của nó thì nó sẽ là lồi ra hết như này. Cho nên khi các bác ép nó sẽ đẩy ra hết luôn. Lên mã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, lên cho em là ép tỏi giá sẽ là 100.000. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Winling hay hình người của Đức. Hàng inox 304 nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Khi các bác ép thì cái đầu này nó lòi hết ra như này. Cho nên các bác yên tâm. Đấy, ép là nó sẽ đẩy ra hết luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Đó. Lên cho em là ép tỏi nhá. Đó. Ép tỏi giá thì sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ ép tỏi như này. Đó, 100k cho cái tay ép tỏi nhá các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dao gọt của Đức nhá. Các bác lên cho em là dao gọt Đức. Con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức, dài khoảng 22 cm. Đây, made in Germany này. Đó, made in Germany. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Cực kỳ chất và xịn sò cho bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy, em sẽ test dọc giấy cho bác xem qua theo. Nó rất là bén luôn các bác theo. Siêu bén luôn nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng liền thân nhá. Dòng cán liền thân như này và có phủ một cái lớp cao su để một cái lớp nhám, gọi là đánh nhám chứ không phải cao su đâu. Đánh nhám để chống trơn trượt nhá. Chiều dài của nó khoảng 22 cm. Con này thì các bác dùng để gọt hoa quả cái thứ rất là ok luôn. Đấy,
dùng này mình gọt hoa quả này, rồi là nói chung là ăn hoa quả hoặc thái rau thái dưa cũng được, rất là tiện. Đó, gọt hoa quả, chủ yếu là gọt hoa quả là rất là ok luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em là dao gọt Đức nhá. Gọt Đức giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một con dao gọt Đức như này nhá. Lên cho em là gọt Đức giá sẽ là 70k. Đó, lên cho em là gọt Đức này, gọt hàng của Đức mà, lên cho em là gọt Đức giá của nó sẽ là 70k trên một con nhá. 70.000 trên con dao gọt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòng trầm. Qua lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì nó sẽ có 108 hạt và có một cái bông sen tròn ở giữa như này. Đấy, một bông sen tròn ở giữa này. Con này thì sẽ giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Con này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Trầm Hương Tống Gia. Đó, giá nhập của nó sẽ là 1.800.000 Việt Nam đồng nhá. Nhưng mà hôm nay thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 thôi. Giá thanh lý cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, Trầm Hương cao cấp Tống Gia này, 1.800.000 này. Đó, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Và hôm nay thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 50k trong cái vòng trầm gỗ này thôi. Rất là đẹp luôn. Đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá. Và đây thì nó sẽ đựng trong cái hộp gỗ cực kỳ xịn sọ như này. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Trầm Hương Tống Gia. Và hàng này thì giá phân phối cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, các bác lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp giá thì sẽ là 50k nhá, 50k trong con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Giá chỉ có 50.000 thôi. Giá siêu tốt cho anh em luôn, siêu tốt cho anh em luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái quạt ô tô nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô. Con này thì các bác về các bác cắm cái tàu ô tô là sử dụng cho em là ok. Đấy, thì ngoài ra nếu mà bác nào không có ô tô thì mình vẫn có thể sử dụng bình thường bằng cách là bác nào nhà các bác có cái áp quy 12V nhá. Con này nó sử dụng điện 12V. Có áp quy 12V cho em. Thì cái phần điện dương là các bác đấu vào cái phần lõi trong này, điện âm đấu với dây ngoài này cho em. Dương là cái phần lõi tròn này và âm là cái phần dẹt này. Đó, thì nó sử dụng điện 12V và động cơ không chổi than, chạy bền bỉ xuyên ngày xuyên đêm được luôn. Đấy, có thể xoay 360 độ này, rất là tiện dụng này. Có công tắc bật số 1, số 2 nhá. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái quạt ô tô như này nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô, giá sẽ là 130k. Đó, lên mã giúp cho em là quạt ô tô này. Đó, quạt ô tô giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một con quạt ô tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái pin 18650 nhá. Pin 18650 như này. Con này thì nó sẽ là dòng pin Ultra nhá. Đấy, Ultra các bác này. Đấy, pin Ultra Li-ion nhá. Đấy, pin Li-ion này. Đấy, 18650 này, 6800 mAh. Đó, và pin của nó là pin Li-ion 3.7V nhá. Pin Li-ion 3.7V như này. Pin 18650. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một quả pin như này nhá. Lên cho em là pin 18650 này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là pin 18650. Pin 18650. Giá của nó sẽ là 30k trên một viên nhá. 30k trên một viên. Đó. 30.000 trên một viên pin 18650 như này. Rất là tiện cho các bác sử dụng. Các bác có thể mua về để mình đóng pin hoặc là sử dụng cho các cái công việc đều ok hết nhá. Đấy. Giá sẽ là 130.000. Giá sẽ là 30.000 cho một viên. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhá. Đèn wifi con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và nó rất là tiện ích luôn. Cái phần đầu thân này của nó thì bằng hợp kim này, còn lại là cái phần này bằng nhựa này. Bên trong của nó là sử dụng hai quả pin 18650 luôn, siêu khỏe luôn. Đèn thì rất là sáng nhá, có thể điều chỉnh pha nhá, rất là sáng cho các bác luôn. Có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này và chế độ nhấp nháy này. Đấy, và sẽ có chế độ cảm biến nhá. Đấy, bật lên này, tắt đi này, bật lên này, tắt đi này, tắt đi này, bật lên này. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác chỉ cần gạt tay qua như này là nó sẽ bật tắt cho các bác này. Tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này. Siêu nhạy luôn, 10 cái ăn cả 10 nhá. Đấy, và có quai đeo như này cực kỳ là ôm đầu luôn. Quai mềm dai cực kỳ ôm đầu cho các bác luôn. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá sẽ là 130.000. Đó, lên cho em là đèn wifi giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa rồng, à bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc nó sẽ là hình viên ngọc như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có màu vàng và màu bạc. Đấy, đây nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là một dòng bật lửa mà có đính hai viên ngọc màu đỏ này, rất là đẹp này. Đấy, đính viên ngọc màu đỏ này rất là đẹp luôn. Đó,
lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 trong con bật lửa ngọc như này, hàng cao cấp cho các bác luôn. Con này thì về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em nhá. Đấy, nó là dòng bật lửa đá. Về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em. Hàng VIP Pro cho bác luôn. Mạ vàng 18 carat và con này là mạ bạc nhá. Đó, mạ bạc. Đó, rất là đẹp luôn. Bền bỉ, giữ màu cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Đấy, nó sẽ có hình viên ngọc như này. Cho nên các bác lên cho em là bật lửa ngọc. Giá thì con này về nhà các bác tự cho xăng thơm hoặc cho dầu vào cho em nhá. Cho xăng thơm, cho dầu cho em, nó có sẵn đá đấy rồi. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một em bật lửa ngọc như này. Đấy, lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đó. Bật lửa ngọc này. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 trong con bật lửa ngọc như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái xịt bếp nhá, xịt bếp. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là bọt như này, bọt như này. Đấy, thì ví dụ như là nó hương chanh rất là thơm luôn. Thì con này là hương chanh tự nhiên nhá, và chiết xuất tự nhiên rất là thơm. Thì bàn bếp này rồi bếp ga rồi các khu vực nào mà bị dính dầu mỡ các bác xịt vào cho em, cực kỳ là hiệu quả luôn. Dung tích của nó sẽ là 500ml nhá, 500ml. Các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, lên cho em là xịt bếp, giá thì sẽ là 45.000. Đó. Lên cho em là xịt bếp này, đó. Lên cho em là xịt bếp, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một chai xịt bếp như này, rất là tiện dụng luôn. Đó, lên cho em là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 45.000. Rồi em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Cái chai xịt bếp này dùng rất là tiện. Đây các bác này, nó rất là tiện này. Ví dụ như là các cái phần bếp nhà mình nó bị hoen ố gì sét không đánh đi được này. Các bác xịt vào cho em. Sau đó thì các bác đánh đi cho em là sạch luôn. Đấy bác theo. Đây. Đấy, con này thì công dụng của nó cực kỳ hiệu quả luôn, và hương chanh tự nhiên rất là thơm nhá. Đó, xịt bếp đa năng. Làm sạch rất hiệu quả nhá. Đó. Các bác có thể xịt tẩy rửa đi rất là sạch luôn. Đấy, vết bám dầu mỡ cặn bám các thứ liên quan đến mỡ là nó tẩy rất là tốt, và hương chanh rất là thơm không bị hắc. Giá thì chỉ có 45.000 cho một chai xịt bếp này thôi. Lên cho em là xịt bếp các bác nhá. Rồi ok.